Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 195. Quán tử đảo quốc. Ẩn kỳ sơn, đền thờ đồng hồ. Rắc. Một âm thanh giòn giã, một cái bình to bằng nắm tay được thờ phụng ở tiền đường bỗng nhiên vỡ vụn. Lập tức, một luồng khí tức màu đen tiết ra. Bên dưới, một thiếu nữ mặc váy kimono màu trắng phối đỏ đang nằm. Khí tức màu đen chui vào lỗ mũi thiếu nữ đang ngủ say này. Một lát sau, thiếu nữ trẻ tuổi chậm rãi mở mắt, lộ ra con ngươi vừa đen vừa thâm thúy, gương mặt trái xoan hiện lên sự nghi hoặc, chán ghét và vứt bỏ. Thật ghê tởm. Thiếu nữ trẻ tuổi lập tức thở ra một ngụm ác khí, bất mãn nói, ngươi hại ta tổn thất một nạp hồn cầu, thù này ta nhất định sẽ báo. Chuyện báo thù trước không nói, không biết chuyện kia đã làm xong chưa. Trong bóng tối vang lên âm thanh hùng hậu. Tiếp theo, một nam nhân trung niên dáng người thấp bước đến gần thiếu nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi nghe được âm thanh này, không khỏi cau mày, khiển trách, nơi này là đền thờ trọng địa, chân quý đến cỡ nào, một dân đen như ngươi cũng dám xông vào, ngươi không sợ chết sao? Nam nhân trung niên nghe xong, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu với thiếu nữ trẻ tuổi, ta nghe được tiếng hồn đàn vỡ vụn, lo lắng cho an nguy của thần chủ đại nhân, cho nên ta mới tiến vào để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không cần biết chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ trẻ tuổi lạnh lùng nhìn nam nhân trung niên, có chút chán ghét, về sau, nếu không có lệnh của ta, không cho phép ngươi, còn có bất cứ kẻ nào trong gia tộc của ngươi tự tiện tiến vào đền thờ. Nhưng mà, nam nhân trung niên lộ vẻ khó xử, do dự một chút, ông ta vẫn cố nói một câu, thần chủ đại nhân, bây giờ ngươi dùng chính là cơ thể của con gái ta. Nếu mẹ của con bé muốn gặp nó, không biết có thể. Không được. Thiếu nữ trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, đứng lên, một chân dẫm lên đầu nam nhân trung niên, thứ sâu kiến, ta nhập vào con gái của ngươi, đó là phúc phận tám đời tu luyện của nhà các ngươi. Miệng nam nhân trung niên dán sát mặt đất, nhưng vẫn không ngừng xin lỗi, để ta đi cảnh cáo tất cả mọi người trong gia tộc, tuyệt đối không cho bọn họ đến quấy rầy thần chủ đại nhân. Lúc này, thiếu nữ trẻ tuổi mới thoáng bình tĩnh lại, hạ thấp giọng ra lệnh, bây giờ ngươi triệu tập tất cả sứ giả trong cả nước đến đây, nói ta đã bắt được khí tức của Hạ Thiên, có thể thương lượng trình tự áp dụng cụ thể của kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Nói xong, nàng ta rụt chân về. Vâng. Nam nhân trung niên cũng rút lui khỏi gian phòng, sau đó cung kính khép cửa lại. Đúng là phế vật. Bên trong ánh mắt thiếu nữ trẻ tuổi tràn ngập sự chán ghét, nhưng lực chú ý của nàng ta lập tức chuyển sang vật khác. Nàng ta nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay lộ ra một vòng khí xoáy. Chính giữa luồng khí xoáy này có một sợi khí tức không giống bình thường. Sợi khí tức nhìn như không màu, thật ra lại có vết tích xanh đỏ giao hòa, không ngừng du động tung bay. Hừ, Hạ Thiên ơi Hạ Thiên, ngươi có cẩn thận như thế nào, khí tức của ngươi vẫn bị ta bắt được. Thiếu nữ trẻ tuổi thỏa mãn nhìn luồng khí xoáy trong lòng bàn tay, có cái này, chờ ta trở về địa tâm. Dùng thần hạch hắc xỉ thần tộc chiếu một phen. Đến lúc đó, ngươi tròn hay dẹp còn không phải bị ta nắm lấy sao? Tuy nhiên, phải gia tăng tiến độ, các thần sứ khác cũng đang hành động. Hạ Thiên rất có thể là người trong dự ngôn, cũng không thể để người khác vượt lên trước. Hắc xỉ. Lúc này, Hạ Thiên đang lướt ngang Thái Bình Dương bỗng nhiên hắc xỉ một cái. Chẳng lẽ là ai đang nhớ đến ta sao? Hạ Thiên lẩm bẩm, có thể là muội muội chân dài đang nhớ ta. Không biết nàng ấy đang trốn ở chỗ nào chơi rồi. Cũng có thể mấy người vợ băng băng nhớ ta. Dù sao cũng đã rất lâu rồi không gặp. Bây giờ ta đã khôi phục tu vi độ kiếp kỳ, cách quy định của các nàng cũng chỉ là đột phá châm thứ 8. Có được kết quả này hẳn có liên quan đến kiếp lực. Cụ thể liên quan như thế nào, tạm thời ta còn chưa rõ lắm, còn cần tìm hiểu một chút. Khả năng cũng có liên quan đến mảnh vỡ ý chí trái đất. Một lát sau, Hạ Thiên đã đến đảo Cuồng Hoan. Bối nha đầu, ta đến rồi. Hạ Thiên nhìn chung quanh, phát hiện gần đó không có ai, không khỏi cảm thấy kỳ quái, vợ sát thủ, nàng đang ở đâu vậy? Isabella đã nói với hắn, nơi này là một trong những trụ sở huấn luyện của tổ chức sát thủ ám ảnh đoàn. Bình thường, nàng sẽ cùng với nhóm người Khổng Thủy Hương luyện tập ở đây. Tại sao bây giờ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cũng không cảm giác được khí tức của Isabella?
thậm chí, ngay cả Tổ Bối Bối, còn có Hoa Ánh Lục cũng không thấy tung tích đâu. Chẳng lẽ các nàng còn chưa đến đây? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Lúc này, một âm thanh xa lạ vang lên, ha ha, vị soái ca này, xin hỏi ngươi đang tìm người sao? Hai bóng người rơi xuống sau lưng cách Hạ Thiên không xa. Các ngươi là ai vậy? Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là hai người ngoại quốc, một nam một nữ. Người nam nhân ngoại quốc cao khoảng 1m50, nhưng toàn thân tràn đầy cơ bắp, nhìn qua là biết người có luyện tập. Nữ nhân ngoại quốc còn lại rất cao, ít nhất cũng cao hơn 1m9, dáng người nở nang, có lồi có lõm, tỷ lệ mông eo cực kỳ khoa trương. Ta là người cắt yết hầu Taiyo. Nam nhân ngoại quốc nhếch miệng cười, giữa ngón tay sáng lên một con dao giải phẫu, sau đó nghiêng đầu nói, người này là vợ của ta, đây. Ta tên Daphne Potter, người có thể gọi ta là đây, hoặc gọi ta bằng tên tiếng Trung, Đái An Ni. Nữ nhân tóc vàng mỉm cười, chậm rãi bước về phía Hạ Thiên, người nhìn rất mê người. Người có muốn trao đổi một chút không, Hani? Hạ Thiên nhếch miệng. Ta không phải không họ, cũng không phải Harry. Ha ha, người đúng là hài hước, ta đang gọi ngươi là cục cưng. Nữ nhân tóc vàng cũng không che giấu sự phong tình vạn chủng của mình, khi nói chuyện, mị nhãn vứt ra không biết bao nhiêu cái, ta biết ngươi là ai, đoàn trưởng ám ảnh đoàn, đúng không? Hạ Thiên thuận miệng nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta cũng muốn tham gia ám ảnh đoàn, không biết có thể hay không? Nữ nhân tóc vàng dán gương mặt đầy đặn của mình vào mặt Hạ Thiên, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lời nói rất ngọt ngào, nam nhân bình thường trên cơ bản không chống đỡ được. Cơ thể Taiyo run lên, có chút không nhịn được, mắt trợn trắng, dáng vẻ hưởng thụ, vợ, cử chỉ lẳng lơ của nàng thật khiến người ta say mê, nhất là khi câu dẫn người khác, ta nghe mà cũng cảm thấy hưng phấn. Nàng nói nhiều thêm chút nữa đi, ta thích nghe. Ngớ ngẩn. Cút sang một bên. Hạ Thiên một cước đạp bay nữ nhân kia, cái loại quái gì ở đâu lòi ra thế, muốn chiếm tiện nghi của ta à? Nữ nhân kia bị nện vào trong một ngôi nhà. Cái gì? Taiyo lập tức từ trong hưởng thụ bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người dám đánh vợ của ta. Hạ Thiên khó chịu nói, ta không có đánh nàng ta chỉ đạp bay nàng ta. Còn phải giống nhau sao? Taiyo nắm chặt dao giải phẫu. Phi thân vọt đến trước mặt Hạ Thiên, nhắm ngay cổ họng của hắn, trên thế giới này không ai có thể cự tuyệt được dụ hoặc của vợ ta. Ngươi đáng chết! Ngu ngốc! Hạ Thiên nhếch miệng, một chân đá vào mặt ông ta, đạp ông ta bay ra ngoài như quả bóng ra. Bành! Taiyo bay rớt ra ngoài, nện vào một ngôi nhà, đánh sập cả căn nhà. Này, cục cưng bé nhỏ, ngươi đang cay ai đấy? Đái An Ni bỏ dậy từ trong phế tích. Tiện tay phủi bụi trên người, lắc đầu mắng, đúng là gặp quỷ. Ban đầu ta còn tưởng rằng là một nhiệm vụ rất hưởng thụ, ngủ được mấy lần với ngươi sẽ chậm rãi giết ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ta đã tức giận, dự định giết chết ngươi trước rồi nói sau. Nghe xong, Hạ Thiên không cần đoán cũng biết, hai người kia hẳn có người thuê đến giết hắn. Chỉ là cố chủ của bọn họ quá não tàn, lại đi mời mấy tên sát thủ ngu ngốc, chẳng đáng tin cậy chút nào. Cục cưng bé nhỏ, đương nhiên ngươi cũng chưa chắc sẽ chết. Đái An Ni mỉm cười, chỉ vào Hạ Thiên, nếu ngươi là đoàn trưởng ám ảnh đoàn, hẳn ngươi rất có tiền. Chỉ cần ngươi cho ta một cái giá gấp 10 lần cố chủ, chúng ta sẽ thả ngươi, thậm chí còn thay ngươi phản sát cố chủ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đúng là ngớ ngẩn. Đến bây giờ mà ngươi còn không rõ tình thế, các ngươi cũng chỉ xứng là thức ăn cho cá dưới biển mà thôi. Taiyo. Tên khốn kiếp kia xem thường tài nghệ của chúng ta, chàng nói chúng ta phải làm sao bây giờ. Đái An Ni cười lạnh nói. Dưới ngói vụn vang lên một âm thanh phàn nàn, đáng chết, có tảng đá đè lên người ta, nàng mau cứu ta trước rồi nói sau. Đái An Ni tiện tay xách Taiyo từ trong đống ngói vụn ra, sau đó ném thật mạnh về phía Hạ Thiên. Chỉ thấy Taiyo như tia chớp vọt đến trước mặt Hạ Thiên. Lưỡi dao sắc bén lóe lên chỗ cổ họng Hạ Thiên rồi biến mất, ta là người cắt yết hầu Taiyo. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên lười biếng hỏi lại một câu. Cái gì? Taiyo sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên lông tóc không thương, không thể nào, người lại có thể tránh được lôi đình tất sát của chúng ta.
chỉ là trò xiếc nhàm chán. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không hứng thú chơi đùa với hai tên ngốc kia nữa, các ngươi xuống biển làm thức ăn cho cá đi. Ánh mắt Đái An Ni ngưng tụ lại, toàn thân nổi da gà tay ô, cẩn thận. Bành! Một cước của Hạ Thiên đạp tới, khiến Taiyo phản ứng không kịp. Lúc này, cơ thể của ông ta nổi lên một tầng kim quang mỏng nhạt, thay ông ta đỡ được một cước này của Hạ Thiên. Dù vậy, ông ta vẫn bay mấy trăm mét, ngã xuống biển như cũ. Vốn ta muốn chơi đùa với ngươi, bây giờ xem ra, ta đã xem thường ngươi rồi. Đái An Ni cũng không che giấu thực lực, cơ thể cũng nổi lên kim quang. Còn đậm hơn so với chồng nàng ta nhiều, chúng ta đã được thần sứ đại nhân chúc phúc. Bây giờ, ta sẽ thay thần dụ thanh trừ dị loại ngươi. Giữa không trung, một đám mây đen bay đến. Đùng đùng. Tiếp theo, sấm sét vang dội. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống Hạ Thiên. Đây là cái gì? Hạ Thiên chẳng những lông tóc không thương, ngược lại còn vui vẻ, cười nói, ngay cả lôi điện cũng không tính. Các ngươi đến gãi ngứa cho ta à? A, lạ quá, tại sao lại vô hiệu? Đái An Ni nhìn thái độ trào phúng của Hạ Thiên, không khỏi hoài nghi, thần sứ đại nhân đã nói qua, luồng kim lôi này ít nhất có thể chấn choáng ngươi. Điều này nói rõ thực lực của thần sứ các ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi dám vũ nhục thần sứ đại nhân, ánh mắt Đái An Ni tràn ngập sát ý, miệng ngâm nga một đoạn chú ngữ. Sau đó đưa tay chỉ Hạ Thiên, xả linh tác, mau trói hắn lại cho ta. Chỉ thấy giữa không trung, một luồng kim lôi rơi xuống. Tuy nhiên, lần này cũng không phải trực chỉ đỉnh đầu Hạ Thiên. Nó hóa thành một con rắn màu vàng, nhanh chóng vọt đến gần Hạ Thiên, sau đó thừa dịp Hạ Thiên còn chưa sẵn sàng, trực tiếp cuốn lấy hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải là không có phòng bị, mà là lười phòng bị. Chỉ muốn nhìn xem nữ nhân tóc vàng kia có thể làm ra chuyện gì. Còn có ta. Hét lớn một tiếng, bờ biển bỗng dưng nổi lên những con sóng cao mấy trượng. Nam nhân ngoại quốc đạp trên bọt nước quay về, đi theo con rắn màu vàng nhanh chóng tiếp cận Hạ Thiên. Sau đó con dao giữa ngón tay đặt ngay cổ họng hắn. Khốn kiếp, vừa rồi ngươi mạnh lắm mà, cũng dám đạp ta xuống biển. Bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi còn không phải trong tay ta sao? Cơ thể Hạ Thiên bị con rắn màu vàng cuốn chặt, nhìn qua giường như không thể động đậy, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn khinh thường như cũ, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, mệnh của ta vĩnh viễn nằm trong tay ta, ai cũng không nắm được. Ha ha, đúng là tuyệt không đáng yêu chút nào. Đái An Ni cười khẽ, hất mái tóc vàng của mình, có chút phong tao nói, ta vốn còn muốn trước khi ngươi chết, để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là khoái hoạt. Bây giờ xem ra, ngươi không có cái phúc khí này. Loại người xấu giống như ngươi, cũng không cần nghĩ đến mấy chuyện tốt như vậy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút kiên nhẫn nói, chơi cũng đã chơi, náo cũng đã náo, nếu các ngươi không còn chiêu trò nào khác, các ngươi nên chuẩn bị di ngôn đi. Taiyo lạnh giọng mắng, miệng cứng quá nhỉ. Dựa theo cách nói của người Hoa các ngươi, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ thịt. Chắc ngươi muốn nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Thiên thuận miệng chỉnh lại. Taiyo lập tức trừng mắt, cho nên nói người Hoa các ngươi chẳng có văn hóa gì cả. Rơi lệ thì có gì phải sợ, rơi thịt mới đáng sợ. Nhất là khi thịt của hắn bị dao của ta cắt ra từng mảnh từng mảnh. Ta thích nhất một loại hình phạt của người cổ đại các ngươi, gọi là chết bằng cách cắt thịt, chính là cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống, trong quá trình đó còn không được để hắn chết. Hạ Thiên một lần nữa cải chính, cái này gọi là lăng trì. Ta chẳng quan tâm nó gọi là cái gì. Taiyo một lần nữa bị chỉnh, có chút khó chịu, tóm lại, lát nữa ta nhất định sẽ cắt bỏ từng miếng thịt trên người của ngươi. Ta muốn cắt đủ 3.000, không, 3 vạn miếng, để ngươi biết ta chính là đao phủ tốt nhất trên thế giới này. Hạ Thiên cảm thấy chẳng có gì đáng sợ, chẳng qua hắn thấy nhàm chán, khẽ lắc đầu. Đương nhiên, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta sẽ không giết ngươi. Đái An Ni còn tưởng rằng Hạ Thiên đang sợ. Mỉm cười bước đến gần, thật ra, chúng ta cũng chẳng hứng thú với mạng của ngươi, chỉ muốn một vật trên người ngươi. Chỉ cần ngươi đưa nó cho chúng ta, hoặc manh mối có liên quan, tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể. Các ngươi muốn cái gì thì cứ nói thẳng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, cái gì cũng nên nói thẳng, không cần vòng vo nhiều như vậy. Ta ghét nhất cứ quay tới quay lui.
Ý trong lời nói của hắn rất rõ ràng, các ngươi có thể hỏi, nhưng trả lời hay không thì phải xem tâm trạng của Hạ Thiên. Đái An Ni mỉm cười, cho rằng Hạ Thiên đã nhận thua, được, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Thứ mà chúng ta muốn chính là thần hạch, Taiyo nói thẳng. Thần hạch là cái thứ đồ chơi gì thế? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặt Đái An Ni lập tức thay đổi, có chút bất mãn nói, vừa rồi ngươi bảo chúng ta đi thẳng vào vấn đề, bây giờ ngươi còn giả ngu. Ngươi muốn giả, ta cũng sẽ không cho ngươi giả. Taiyo bỗng dưng buông tay, trong lòng bàn tay lộ ra một điểm sáng như hạt cát, đây là 1/10 thần hạch. Thần hạch chân chính to bằng một hạt lúa mì. Ngươi nhìn thấy lúa mì bao giờ chưa? Hạ Thiên liếc qua điểm sáng, bĩu môi nói, các ngươi nói chính là mảnh vỡ ý chí trái đất. Đúng đúng, có một số người gọi nó như vậy. Đái An Ni gật đầu, lập tức giải thích, nhưng cách đây không lâu, thần dụ phát ra dụ lệnh, trực tiếp thống nhất gọi nó là thần hạch, những cái tên còn lại thì không dùng nữa. Các ngươi nói không dùng thì không dùng nữa à? Bên trong giọng nói của Hạ Thiên mang theo sự khinh thường, các ngươi nghĩ các ngươi là ai chứ? Cho nên nói, ta phiền nhất chính là dị loại các ngươi. Taiyo nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Không nghe theo thần sứ đại nhân, không tuân theo chỉ lệnh thần dụ, đám người các ngươi nên bị cắt hết yết hầu, chôn dưới đất làm phân bón thì tốt hơn. Hạ Thiên vẫn hờ hững, thứ mà ngươi nói chính là thần sứ đại nhân gì đó của các ngươi, đúng không? Đừng làm ra vẻ nữa. Mặt Đái An Ni không hề có nụ cười, sát khí dâng lên, căn cứ theo tình báo của chúng ta, ngươi nhất định có thần hạch, hơn nữa còn không chỉ một cái. Chỉ cần ngươi giao thần hạch ra, chúng ta có thể thả ngươi. Bằng không, ngươi nhất định sẽ phải chết. Còn nữ nhân của ngươi, người nhà của bọn họ, tất cả cũng đều không sống được. Hạ Thiên thở dài một hơi, cho nên nói, còn sống không tốt hơn sao? Tại sao cứ nhất định phải chết nhỉ? Ngươi nói rất đúng, còn sống rất tốt. Ngươi tốt nhất đừng muốn chết. Lưỡi dao trong tay Taiyo một lần nữa đặt lên yết hầu Hạ Thiên. Bằng không, con dao của ta tiến thêm một tấc. Cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn, a. À. Vừa mới nói được một nửa, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Cổ họng của ông ta đã bị cắt, vết đao không chỉ một cái, toàn bộ yết hầu giống như dây mướp, xuất hiện 10 lỗ thủng, một giây sau, máu tươi phun ra như suối. Âu, no! Đái An Ni không kịp chuẩn bị tình huống trước mắt hù ngã, mấy giây sau mới khôi phục tinh thần. Tiến lên muốn giúp chồng mình cầm máu, Taiyo yêu dấu, chàng như thế nào rồi? Đáng tiếc cũng không có tác dụng. Dao của ta, hắn, không thể nào. Taiyo há to miệng, khó tin nhìn lưỡi dao trong tay mình, nàng nhất định phải báo thù cho ta. Đái An Ni trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người dám giết chồng ta. Hạ Thiên thuận miệng đáp, đừng vu khống. Dao là do ông ta cầm, người ra tay cũng chính là ông ta, liên quan gì đến ta chứ? Đánh giám, chính là do ngươi giết. Đái An Ni tức giận quát lớn. Hạ Thiên mỉm cười, vậy ngươi hãy nói thử xem ta giết như thế nào. Ngươi, Đái An Ni nhất thời ngẩn cả người, bởi vì Hạ Thiên rõ ràng đã bị kim xà linh của nàng ta trói lại, tuyệt đối không có khả năng thoát ra. Huống chi, Hạ Thiên xác thực không có ra tay. Nhìn miệng vết thương, đúng là do lưỡi dao của Taiyo gây ra. Nhưng làm sao Taiyo có thể tự cắt cổ họng của mình chứ? Đái An Ni càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng ta đã lấy lại tinh thần, phát hiện không được bình thường, lập tức chỉ vào Hạ Thiên, không đúng, nhất định là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Nơi này ngoại trừ chúng ta cũng chỉ có ngươi, không phải ngươi thì còn là ai nữa chứ? Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng 100% là ngươi dở trò quỷ. Nhãn lực của ngươi độc đáo thật, Hạ Thiên lắc đầu. Thoáng giãy giụa một cái, sau đó kéo đứt kim linh xà đang quấn trên người hắn. Mắt Đái An Ni mở thật to, không thể tin được, khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lấy danh nghĩa thần sứ, thỉnh sấm sét giáng xuống phạt tên tội nhân không thể tha thứ trước mắt, dị loại không có thuốc chữa. Chú ngữ liên tiếp từ miệng nàng ta phun ra, tiếp theo, một đám mây đen chậm rãi đánh tới Hạ Thiên. Cút sang một bên, Hạ Thiên khẽ quát một tiếng. Ngân châm xuất hiện một luồng khí xoáy, cuốn bay đám mây đen đến tận chân trời. Không thể nào. Ngươi nhất định che giấu thực lực. Ngươi có thể chống lại thần dụ cường đại,
trong cơ thể ngươi tuyệt đối có thần hạch. Đái An Ni trợn mắt, có chút không thể nào tiếp thu được, đáng chết. Đám người thu thập tình báo quả thật là một đám ngu xuẩn, thậm chí ngay cả tin tức quan trọng như vậy cũng không thu thập được. Thôi đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng thèm che giấu thực lực gì cả. Chỉ là đám người ngớ ngẩn các ngươi không xứng để ta dùng toàn lực thôi, thậm chí ngay cả 1/5 thực lực của ta cũng không xứng. Đái An Ni lạnh lùng nói, cho dù ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng moi được bất kỳ tin tức nào về thần sứ đại nhân từ miệng của ta. Thân là sứ giả thần dụ, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta chẳng hứng thú với tin tức lông gà vỏ tỏi về thần dụ quỷ dụ gì cả. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm. Vậy ngươi muốn thế nào? Đái An Ni ngẩn cả người. Một cây ngân châm của Hạ Thiên đâm thẳng vào mi tâm của Đái An Ni, muốn ngươi đi chết chứ sao? À, Đái An Ni muốn né tránh, kết quả phát hiện nàng ta không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên đâm châm vào người mình. Một lát sau, một cảm giác đau đớn vô cùng vô tận như sóng biển cuồn cuộn, trong nháy mắt lan truyền khắp tứ chi bách hải của nàng ta, thậm chí còn vào sâu trong linh hồn. Dường như, trong cảm giác đau đớn khó tả này còn có một cảm giác vui vẻ không thể diễn tả được. Dừng tay! Thả nàng ấy ra! Lúc này, một tiếng quát như sấm sét vang lên. Ta không rảnh để ý đến ngươi. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, không muốn chết thì biến sang một bên, đừng làm phiền ta. Tiếp theo, sóng biển dâng lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, đưa tay đánh vào hậu tâm của hắn. Bành! Lực sâu thiên quân, chấn động phạm vi trăm dặm lắc lư không thôi. Nhất thời, bụi đá văng ra, biển trời lật úp. Phốc! Hậu tâm Đái An Ni bị một quyền, trực tiếp phun máu tươi, thần thái trong ánh mắt lập tức biến mất, sinh cơ cũng bị đoạn tuyệt. Cái này, người đến sững sờ ngay tại chỗ. Vốn hắn ta dự định ngăn cản Hạ Thiên cứu nữ nhân kia. Kết quả, hắn ta lại tự tay giết chết nàng ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hờ hững nhìn người đến, ngươi là tên ngốc từ đâu đến thế? Ngươi đoán xem, người đến lạnh lùng nói. Ta và ngươi rất quen sao? Hạ Thiên cau mày, khó chịu nói, ta lười đoán lắm, không nói thì chết thôi. Người đến lại càng thêm tức giận nhưng vẫn cố nhịn, giải thích với Hạ Thiên, tên của ta là Ni Sai Bá. Theo tiếng Hán của các ngươi chính là Ni trong Ni Cô, Sai trong phỏng đoán, Bá trong vương bá. Ta chẳng quan tâm ngươi là Ni Cô hay con rùa. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi là người của thần dụ gì đó à? Không phải. Ni Sai Bá lắc đầu, ta đến tham gia hội nghị sát thủ, nhưng trước đó cũng có tán gẫu qua với nữ nhân kia trên thuyền mấy lần, xem như có duyên. Về phần duyên này là gì, hắn ta không nói. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện phong tao của nữ nhân kia vừa rồi, thật ra không cần nói cũng biết. Hội nghị sát thủ, Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, hội nghị sát thủ ở đâu ra thế? Nghe Hạ Thiên nói xong, Ni Sai Bá ngẩn ra, chẳng lẽ ngươi không phải đến đây tham gia hội nghị sát thủ? Ta chưa nghe qua hội nghị đó bao giờ. Hạ Thiên nói, nơi này là trụ sở huấn luyện của ám ảnh đoàn chúng ta. Không phải nơi đám ngu ngốc các ngươi tổ chức hội nghị. Cái này không phải do ngươi nói. Ni Sai Bá cười lạnh, khinh thường nhìn Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của bá tước Cuồng Hoan, cho dù ông ta chết, cũng không đến phiên ám ảnh đoàn các ngươi chiếm đoạt. Đương nhiên là do ta quyết định rồi. Hạ Thiên lười biếng nói, không phục, người đó có thể tìm ta. Ni Sai Bá lạnh lùng nói, tìm ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật gì ghê gớm sao? Hạ Thiên nói, ta chính là ta, Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Tên bá tước Cuồng Hoan ngu ngốc kia là do ta xử lý. Vậy thì thế nào, Ni Sai Bá hiển nhiên lạ lẫm với cái tên của Hạ Thiên, nhưng cũng có thể là do tự tin tuyệt đối về thực lực của mình, cũng không để Hạ Thiên vào mắt, ngươi lỗi thời rồi. Hiện nay, giới sát thủ đã sớm tiến vào thời đại linh khí khôi phục. Sát thủ truyền thống các ngươi sớm nên quét vào đống rác cho rồi. Ngươi nói ai sớm nên quét vào đống rác chứ? Đúng lúc này, một luồng bạch quang hiện lên, trực chỉ cổ Ni Sai Bá. Sao? Ni Sai Bá sợ hãi cả kinh, cả người nhanh chóng lùi lại. Đáng tiếc vẫn trễ nửa bước, ở cổ xuất hiện một tơ máu, sau đó máu như suối phun ra. Trong lúc Ni Sai Bá có khả năng mất máu nhiều mà chết,
hắn ta bỗng dưng lấy một viên thuốc màu trắng từ trong ngực ra, nhìn cũng không thèm nhìn, ném vào trong miệng. Máu đang phun ra lập tức đảo ngược trở về. Tiếp theo, vết thương trong nháy mắt khép lại, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Một bóng người màu trắng từ đằng xa lao đến, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Luồng bạch quang bay vào tay áo của nàng, dám bất kính với đoàn trưởng chúng ta, người đúng là không sợ chết. Là ngươi, Ni Sai Bá lặng lẽ nhìn nữ nhân mặc đồ vét trắng, ngươi không phải người của Bạch Nguyệt Quang sao? Từ khi nào lại trở thành chó săn cho ám ảnh đoàn thế? Nghe lời này của ngươi thì biết ngươi không có văn hóa, tin tức cũng không được linh thông. Nữ nhân mặc vét trắng nói, Bạch Nguyệt Quang chúng ta thật ra là một tổ nhỏ của ám ảnh đoàn. Mặc dù chúng ta khá độc lập nhưng vẫn phụ thuộc ám ảnh đoàn. Ta gọi hắn là đoàn trưởng thì có gì không đúng? Ni Sai Bá hừ lạnh một tiếng, mắng to, vậy ngươi cũng là chó săn của hắn thôi. Hạ Thiên có chút mất hứng, này, nếu ngươi không biết nói chuyện, có thể quên cái miệng của mình đi. Miệng của hắn ta không phải không được mà là đầu óc không được. Nữ nhân mặc vét trắng khẽ cười, có chút khinh thường nói, giết là được rồi. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến. Hừ, muốn giết ta à? Không dễ dàng như vậy đâu. Thù này ta nhất định sẽ báo. Ni Sai Bá nói xong, cơ thể bỗng nhiên biến thành khói xanh, rất nhanh biến mất không thấy. Nữ nhân mặc vét trắng cũng không đuổi theo, quay sang nói với Hạ Thiên, hắn ta trốn không thoát đâu. Trong phạm vi trăm dặm trên đảo đều đã bị chúng ta phong tỏa. Chẳng sao cả, cũng chỉ là một tên ngu ngốc, Hạ Thiên nói. Nữ nhân mặc vét trắng mỉm cười nhìn Hạ Thiên, Hạ đoàn trưởng, có cần ta giới thiệu không? Nói đến, lần trước chúng ta cũng đã gặp qua ở đây rồi. Hạ Thiên nói, dung mạo của ngươi còn chưa đủ xinh đẹp, tuổi tác cũng không nhỏ. Cho nên, ngươi không hứng thú nhớ tên của ta sao? Nữ nhân mặc vét trắng cũng không tức giận, cười nói, tuy nhiên, về phương diện tuổi tác, ngươi hẳn sẽ không để ý chứ. Trong số nữ nhân của ngươi có không ít người lớn tuổi đến mức dọa ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, chủ yếu là do ngươi không khơi dậy nổi hứng thú của ta mà thôi. Vậy thì tốt rồi, bằng không, nếu ngươi bỗng nhiên hứng thú với ta, ta cũng không tiện từ chối. Nữ nhân mặc vét trắng mỉm cười, sau đó trịnh trọng giới thiệu, ta tên Bạch Mộ Lan, bây giờ là huấn luyện viên của Bạch Nguyệt Quang. Ta nhận lệnh của phó đoàn trưởng Isabella đến làm chân chạy việc cho hạ đoàn trưởng. Hạ Thiên hỏi, vợ sát thủ đang ở đâu? Vì sao nàng ấy không đến? Phó đoàn trưởng hiện đang ở một nơi bí mật, tạm thời không ra ngoài được. Giọng nói của Bạch Mộ Lan vẫn rất từ tốn, tuy nhiên, nàng ấy cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Sở dĩ nàng ấy không nói cho ngươi biết chính là sợ ngươi mạo muội đi tìm nàng ấy, rất dễ khiến cho sự việc khó giải quyết. Chờ nàng ấy xử lý xong, nàng ấy sẽ tự mình đến tìm ngươi. Thế muội muội chân dài đâu? Có đi cùng với nàng ấy không? Hạ Thiên hỏi tiếp. Muội muội chân dài, Bạch Mộ Lan sửng sốt, là ai vậy? Trong đoàn không có người tên đó. Hạ Thiên đáp, muội muội chân dài chính là Dạ Ngọc Mị, ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết. A, à, là nàng ấy. Bạch Mộ Lan biết Dạ Ngọc Mị, nhưng nghe Hạ Thiên nói như thế, nàng không khỏi bất mãn. Hạ đoàn trưởng, ta là sát thủ dưới trướng của ngươi, là người làm công, cũng không phải quản gia, làm sao ta có thể nhớ hết tên gọi khác của mọi người chứ? Được rồi, Hạ Thiên ngáp một cái, cảm giác có chút nhàm chán, khi ngươi đến, ngươi có gặp bối nha đầu không? Bối nha đầu là, Bạch Mộ Lan cảm thấy đau đầu. Cũng may nàng cũng hiểu Hạ Thiên được một chút, dựa vào chữ bối liền liên tưởng ra người nào, à, ngươi nói là tổ bối bối đúng không? Hạ Thiên gật đầu, đúng, nàng ấy và Hoa Ánh Lục đến sớm hơn ta mấy phút. Theo lý hẳn phải có mặt ở đây rồi chứ, ta cũng không rõ nữa. Bạch Mộ Lan dứt khoát trả lời, ta chỉ phụng mệnh giám sát hải vực xung quanh đảo Cuồng Hoan, ghi chép lại người ra vào. Trừ phi những người này gây bất lợi đối với chúng ta. Bằng không, chúng ta cũng không can thiệp. Hạ Thiên bất mãn nói, cho nên, ngươi sẽ bỏ mặc đám ngu ngốc kia mở hội nghị sát thủ gì đó sao? Đây cũng không phải là việc ta có thể quyết định, Bạch Mộ Lan giải thích, phó đoàn trưởng đã ngầm đồng ý. Gần đây, tổ chức thần dụ đã hạ sát lệnh với ngươi, treo thưởng 30 tỷ, cộng thêm thuốc thức tỉnh năng lực gì đó. Phó đoàn trưởng cảm thấy để những người kia tìm người, chỉ bằng tổ chức một hội nghị,
dùng danh nghĩa của ngươi lừa hết những kẻ có ý đồ xấu tập trung một chỗ, sau đó giải quyết một lượt. Hạ Thiên nói, ý tưởng không tệ, nhưng vì sao nàng ấy không nói với ta? Có thể nàng ấy cảm thấy chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền ngươi. Bạch Mộ Lan nói. Hạ Thiên hỏi tiếp, vậy các ngươi dự định để ai giải quyết đám ngớ ngẩn đó? Chúng ta vốn định để bọn họ cho cắn chó trước, sau đó mới để cho người được huấn luyện gần đây ra thử nghiệm. Bạch Mộ Lan nói đến đây, nhìn Hạ Thiên một chút, bây giờ ngươi đã đến, chúng ta khẳng định sẽ chờ hạ đoàn trưởng ngươi thi thố tài năng rồi. Có thể sợ Hạ Thiên hiểu lầm cái gì đó, Bạch Mộ Lan vội giải thích, bởi vì, căn cứ theo tin tức báo về, lần này đích thật có một số người rất mạnh đến. Những người mới trong đoàn có khả năng không chống lại được, ngay cả ta hơn phân nửa cũng không xong. Chỉ có thể dựa vào hạ đoàn trưởng ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, không được hào hứng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu, đám ngu ngốc kia tổ chức hội nghị ở đâu thế? Bạch Mộ Lan tiện tay chỉ một cái, nơi mà lúc trước ngươi giết bá tước cuồng hoan. Để ta qua đó xem một chút. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, giải quyết xong bọn chúng, ta đi tìm bối nha đầu sau. Tòa thành cuồng hoan dưới lòng đất. Nơi này đã hoàn toàn sập sệ, mặt đất xuất hiện một lớp chất lỏng dính chặt như bùn. Nóc tòa thành đã bị tàn phá không chịu nổi, còn có tia sáng chiếu xuống. Tuy nhiên, nơi chính giữa nhất lại có một sợi dây leo to như một con mãng xà, lại cứng có thể so với kim cương. Lúc này, đã có 7-8 bóng người đứng bên trên sợi dây leo. Những người này đều đứng trong bóng tối, nhìn không rõ gương mặt. Hạ Thiên kia đến thật sao? Âm thanh của một đứa bé vang lên. Có một giọng già nua đáp lại, đúng là hắn đã đến, hơn nữa còn giết hai người. Tới thì tốt, một âm thanh hùng hậu có chút tức giận quát, giết tiểu tử này, chúng ta có thể đoạt 30 tỷ, còn có thể nhận được bí dược trường sinh và bí dược thức tỉnh từ thần dụ. Quả thật kiếm bộn. Tiếp theo, một thiếu nữ cắt hình ngồi một bên, lắc lư hai chân, cười nói, các ngươi đừng quá lạc quan. Hạ Thiên dễ giết như thế, thần dụ sẽ ra giá cao như vậy sao? Đương nhiên là không dễ giết, nhưng như vậy thì sao? Tiếp theo, một thanh niên bước ra chỗ sáng, lộ ra sắc mặt âm trầm, cho dù đã sớm thức tỉnh dị năng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người mà thôi. Là người thì sẽ bị giết thì sẽ chết. Thiếu nữ kia cười nói, hắn không phải dị năng giả. Ta nghe nói hắn là tu tiên giả, hơn nữa cảnh giới đã sắp chạm đến cảnh giới thần. Âm thanh hùng hậu bá khí lên tiếng, lợi ích động nhân tâm. Cho dù hắn là thần tiên, ta cũng phải giết hắn. Đám người kia phụ họa, không sai, liên kết nhân lực chúng ta, cho dù hắn là thần tiên cũng phải giết hắn. Huống chi, chúng ta cũng không phải không có sức mạnh vượt qua tiên thần sao. Hai vị, Hạ Thiên, mời dừng bước. Lúc này, có hai người từ giữa không trung rơi xuống, ngăn trước người Hạ Thiên. Các ngươi xuất hiện ở đâu thế? Hạ Thiên nhếch miệng, nơi này sắp biến thành phiên chợ rồi sao? Bạch Mộ Lan nhìn hai người trước mắt, chợt nhớ đến, liền nói với Hạ Thiên, hai người này là một cặp tình nhân sát thủ mới xuất hiện trong giới sát thủ 2 năm gần đây. Lúc trước bọn họ là bác sĩ, về sau thức tỉnh dị năng, liền đổi nghề làm sát thủ, danh xưng thần y hiệp lữ. Thần y, Hạ Thiên nhếch miệng, trên thế giới có một thần y ta là đủ rồi. Ha ha, Hạ Tiên sinh ngươi không nên tức giận. Nam nhân mặc áo thun quần jean, râu ria xồm xoàm cười nói, sau đó giơ tay với Hạ Thiên, giữ ngón tay kẹp 4 con dao giải phẫu mỏng, ta học là Tây Y. Tai Hê Hồ vừa nãy là đồ đệ của ta. Hạ Thiên nói, ngươi muốn báo thù cho tên đồ đệ ngu ngốc kia của ngươi à? Hắn ta tài nghệ không bằng người, không cần phải báo. Hơn nữa, ta và hắn ta chỉ có quan hệ truyền nghề, cũng chẳng ràng buộc tình cảm gì cả. Nam nhân mặc quần jean lắc đầu, ta tìm Hạ Tiên sinh chỉ muốn bàn chuyện hợp tác mà thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta và ngươi có hợp tác gì cần nói chứ? Nữ nhân mặc váy trắng bên cạnh liền nói, Hạ Tiên sinh cũng đã biết, có người treo thưởng 30 tỷ với ngươi, sinh tử bất luận. Ngươi bản lãnh thông thiên, nhất định sẽ cảm thấy đám người kia không làm gì được ngươi, nhưng ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị ám sát liên tiếp, phiền phức vô cùng. Đừng vòng vo nữa, ta không rảnh nghe các ngươi nói nhảm. Hạ Thiên không kiên nhẫn, nói thẳng đi, hai người các ngươi muốn làm gì? Nam nhân mặc quần jean nghe xong, lập tức nói, thật ra rất đơn giản,
chúng ta muốn Hạ tiên sinh thuê chúng ta, để chúng ta giải quyết vấn đề này. Không cần thiết phải như vậy, Hạ Thiên nói, còn không bằng ta trực tiếp đến thần dụ, xử lý toàn bộ bọn họ cho xong việc. Cũng không dễ tìm đâu. Nữ nhân váy trắng nói với Hạ Thiên, chúng ta đã sớm điều tra qua tổ chức thần dụ gì đó, chẳng những không phát hiện được manh mối gì, thậm chí còn thiếu chút nữa bị. Khụ, nam nhân mặc quần jean ho nhẹ một tiếng, cắt ngang câu chuyện của nữ nhân váy trắng. Bạch Mộ Lan mỉm cười, thật ra các ngươi đang bị thần dụ truy sát, muốn núp dưới cờ Hạ đoàn trưởng chúng ta, đúng không? Đúng, nam nhân mặc quần jean do dự vài giây, sau đó quyết định thừa nhận, thật ra, vợ chồng chúng ta đã sớm điều tra tổ chức thần dụ, sau đó bị bọn họ nhìn chằm chằm, vẫn bị đuổi giết đến giờ. Nữ nhân váy trắng cảm thấy thẳng thắn thì tốt hơn, liền nói, là một người bạn của chúng ta đề nghị chúng ta đến tìm Hạ tiên sinh. Vừa lúc thần dụ hạ lệnh treo thưởng Hạ tiên sinh. Cho nên chúng ta mới nghĩ ra cách này, có gì mạo phạm, mong ngươi thứ lỗi. Nói thẳng đi, ai bảo các ngươi đến tìm ta? Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm những chuyện khác. Hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng nói, là một nữ nhân có tên là Bé Ngoan. Chúng ta quen biết với nhau nhiều năm trên mạng, nhưng chưa từng gặp mặt. Nàng ấy bảo chúng ta đến tìm ngươi. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, bé ngoan nào bảo các ngươi đến tìm ta? Số 1 hay số 2? À, nam nhân mặc quần jean nghe xong, khó hiểu hỏi, bé ngoan không phải chỉ một người thôi sao? Được rồi, xem ra quan hệ giữa các ngươi và bé ngoan chỉ bình thường. Hạ Thiên nghe xong, không khỏi mất hứng thú. Tiếp theo, điện thoại liền vang lên. Hạ Thiên móc ra xem, là bé ngoan gửi đến, bên trên chỉ có một câu, giúp bọn họ một chút. Đối với ngươi cũng hữu dụng. Ngươi là số 1 hay số 2? Hạ Thiên hỏi vào điện thoại. Bé ngoan đáp lại, chuyện không liên quan đến ngươi, có làm hay không thì tùy ngươi. Biết rồi, ngươi chính là số 1. Hạ Thiên lập tức có đáp án. Hai bé ngoan này hắn đều gặp qua. Hắn theo trình tự thời gian gặp mặt mà định số hiệu cho hai người. Bé ngoan hắn gặp ở Quỳnh Đảo, trẻ tuổi, tính tình khá nóng nảy, đi thẳng về thẳng. Bé ngoan hắn gặp ở bí cảnh thiên cung, tuổi lớn hơn một chút, nhưng khí chất trầm ổn, ôn nhu. Bé ngoan từ chối cho ý kiến, chỉ nhắn lại, ta chỉ căn cứ theo phép tính toàn cục, đưa cho ngươi một đề nghị tối ưu. Còn có nghe hay không, do chính ngươi quyết định. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta thuận tay giúp bọn họ cũng được. Hạ Thiên gật đầu đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Hai người kia nghe Hạ Thiên nói chuyện, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Các ngươi muốn Hạ đoàn trưởng giúp các ngươi giải quyết chuyện thần dụ truy sát sao? Bạch Mộ Lan đột nhiên lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Nữ nhân váy trắng lắc đầu, thần dụ truy sát, chúng ta ứng phó được. Bằng không, chúng ta cũng không đến đảo Cuồng Hoan. Thật ra chúng ta muốn nhờ Hạ tiên sinh chữa bệnh giúp chúng ta. Nam nhân mặc quần jean bỗng nhiên cởi áo, lộ ra lồng ngực, chỉ thấy nơi ngực có một lỗ thủng màu đen. Xuyên qua lỗ thủng này có thể nhìn thấy trái tim đang đập. Trước kia, chúng ta là bác sĩ và dược sĩ của một xí nghiệp dược phẩm ở Ushuaia. Nữ nhân váy trắng chậm rãi giải thích, bởi vì chúng ta không phải thành viên hạch tâm, cho nên khi đó chúng ta nghiên cứu chỉ là thuốc trị liệu bệnh tim. Mãi cho đến cách đây một năm rưỡi, chồng của ta phát hiện không ổn, sau đó liền âm thầm điều tra, phát hiện xí nghiệp dược dùng người sống làm thí nghiệm, nghiên cứu là thuốc huyết thanh siêu cấp. Nói là có thể thức tỉnh dị năng của con người. Hạ Thiên nghe xong, cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, trực tiếp cắt ngang, nói điểm chính đi, đừng nói nhảm nữa, không nói thì thôi. Trọng điểm chính là, chúng ta cũng bị cho uống những loại thuốc đó. Mặc dù thành công thức tỉnh dị năng, nhưng cũng có di chứng để lại. Y thuật của chúng ta cũng được xem là nhất lưu trong ngành, tuy nhiên cũng không còn cách nào. Nam nhân mặc quần jean thống khổ nói. Cho nên, xin Hạ tiên sinh hãy cứu chúng ta. Nữ nhân váy trắng không cởi áo, nhưng kéo một bên mép váy, lộ ra một bên đùi, trên đùi có rất nhiều lỗ nhỏ bằng lỗ kim. Nam nhân mặc quần jean thấy đã đến nước này rồi, quyết định cũng không giữ lại gì nữa, quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, chỉ cần ngươi có thể chữa hết bệnh cho vợ chồng ta, từ nay vợ chồng chúng ta sẽ bán mạng cho Hạ tiên sinh ngươi. Ta đã đáp ứng bé ngoan sẽ cứu các ngươi, ta nhất định sẽ cứu. Hạ Thiên nói, bây giờ ta phải đi giải quyết mấy con ruồi kia, các ngươi đến cao ốc thần y chờ ta đi.
Nam nhân mặc quần jean đứng lên, kiên định nói, ta biết những người kia là ai. Chỉ bằng cứ giao cho chúng ta xử lý. Không sai, coi như cho chúng ta nhập đội. Nữ nhân váy trắng cắn răng nói. Lúc này, Bạch Mộ Lan nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, không thì cứ để bọn họ thử một chút. Hạ Thiên nói, tùy các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi thua, ta cũng sẽ cứu các ngươi, bởi vì đây là chuyện mà ta đã đồng ý với bé ngoan. Đa tạ Hạ tiên sinh, hai người lập tức nói lời cảm ơn, sau đó quay người bay về phía tòa thành bá tước cuồng hoan. Hắn đến rồi. Ni Sai phách lảo đảo chạy xuống mặt đất bên dưới tòa thành bá tước cuồng hoan, thuận theo sợi dây leo rơi xuống trước mặt mọi người, hắn còn mang theo một nữ nhân đến, mọi người mau chuẩn bị đi. Đến cũng nhanh thật, đứa bé cười ha hả, hưng phấn nói, ta đã sớm nghe người ta nói hắn là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Ta chỉ muốn biết hắn có thể chống lại được cực nhạc trùng của ta không. Âm thanh hùng hậu kia nhìn không được liền châm chọc, ngũ độc đồng tử, cái thứ côn trùng dở tệ của ngươi đừng nên lấy ra để làm gì. Có thể giết chết được Hạ Thiên chỉ có một đôi thiết quyền của lão phu. Thiết lão quỷ, ngươi đừng nổ nữa. Thanh niên âm trầm nhìn không được cười nhạo, ngươi chỉ có một thân man lực, còn thân pháp Hạ Thiên thì quỷ mị. Cuối cùng có thể phá hỏng con đường chạy trốn của hắn chỉ có thể là thanh sắc ma ta mà thôi. Lão bà ho khan hai tiếng, khinh thường nói, người nào cũng chỉ biết thể hiện bản thân, một chút khiêm nhường cũng không có. Mặc kệ là giới sát thủ hay là giới tu tiên, đời sau không bao giờ bằng đời trước. Đừng cãi nhau nữa, có người đến. Thiếu nữ đứng dậy, thân ảnh ẩn mình trong bóng tối, giọng nói truyền ra, ai vào chỗ nấy, dựa theo biện pháp đã ước định trước đó. Trước bắt lại Hạ Thiên rồi nói sau. Bây giờ còn ở đó mà luận công hành thưởng, đúng là ngu không ai bằng. Lời này không phải là không có lý, chỉ là nói hơi khó nghe một chút, khiến người có mặt đều đỏ mặt vì thẹn. Số nhà đầu ngươi mắng ai vậy? Thanh niên âm trầm là người mắng đầu tiên, hiện tại bổn ma làm thịt ngươi trước, xem ngươi còn mắng chửi người như thế nào nữa. Nói xong, người cũng chui vào trong bóng tối. Là đi tìm thiếu nữ miệng thối hay là mượn cơ hội bước xuống bậc thang hay không thì không biết. Những người còn lại cũng bỏ lại một câu ngoan thoại chỉ giỏi bề ngoài, sau đó riêng phần mình biến mất. Ni Sai bá đến báo tin không khỏi lúng túng. Những người kia không ai phản ứng hắn ta, thậm chí nhiều chuyện hỏi một câu chuyện gì xảy ra cũng không. Tuy nhiên, hắn ta rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, dù sao mọi người cũng chỉ coi trọng tiền thưởng, sau đó tạm thời tụ cùng một chỗ phục sát Hạ Thiên. Vốn cũng chẳng có tình cảm với nhau, đơn giản cũng chỉ là cấu kết với nhau mà thôi. Chỉ là vừa rồi hắn ta giao thủ với Hạ Thiên, vô thức sinh ra hoài nghi, dựa vào cái đám ô hợp kia thật sự có thể giết được Hạ Thiên sao? Trong lúc hắn ta đang do dự, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng động. Ni Sai phách lấy lại tinh thần. Quả nhiên, chưa đến một phút, hai bóng người rơi xuống. Tuy nhiên, hai người này lại rơi vào bóng tối, nhìn không rõ dung mạo. Chỉ có thể từ hình dáng phân biệt ra được là một nam một nữ. Là nơi này sao? Nam nhân kia nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân kia đáp, hẳn là nơi này. Đúng là có chút khí tức còn sót lại, hẳn phát sinh không bao lâu, nhiều nhất cũng không quá 2 tháng. Nam nhân kia quét mắt nhìn 4 phía, lập tức lắc đầu, chỉ là nơi này còn có một số khí tức khác, khá lộn xộn, khiến người ta buồn nôn. Quả thật có chút không ổn. Nữ nhân kia cũng nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó cau mày, vừa rồi hẳn có người, hơn nữa còn chưa rời đi. Nam nhân kia nghe xong, không thể nhịn được cười, ha ha, mấy vị bằng hữu ra ngoài hết đi. Chỉ nghe thấy một tiếng rít, giống như có thứ gì đó lướt ngang mà đến, đâm thẳng vào tim nam nhân kia. Sao? Nam nhân kia vô cùng ưu nhã, một tay nhẹ nhàng vung lên, chém cái thứ đang bay về phía hắn ta xuống mặt đất. Là một con côn trùng, nữ nhân kia cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện là một con côn trùng giáp xác màu bạc to bằng đầu ngón tay. Nam nhân kia mỉm cười, có thể điều khiển được loại côn trùng này chỉ sợ chỉ có ngũ độc đồng tử, động chủ Cực Lạc Động ở Nam Cương, mới chuyển sang làm sát thủ mấy năm gần đây nhưng thanh danh rất vang dội, giống như sét đánh bên tai. À, người biết tên của ta, âm thanh của đứa bé kia lập tức đáp lại, người cũng tính là chút kiến thức. Ta cũng không đành lòng giết ngươi. Nói thì nghe rất hay nhưng động tác trong tay lại không hề có chút khách sáo. Vù vù vù. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên,
hàng ngàn con côn trùng phô thiên cái địa bay đến trước mặt hai người. Cùng lúc đó, lại có thêm mấy luồng hàn mang xuất hiện, tạo thành mấy bức tường khí, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Chồng, không ổn rồi, đây là kết giới, nữ nhân váy trắng thất thanh kêu lên, cả người lùi lại mấy trăm mét, muốn chạy ra khỏi vòng vây. Sắc mặt nam nhân kia trầm xuống, từ trong ống tay áo lấy ra mấy bình thuốc, cũng lười phân biệt, ném toàn bộ ra ngoài. Bành bành bành. Sau mấy tiếng nổ liên tục, lấy sợi dây leo làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét giấy lên một luồng khí vụ màu tím. Muốn mượn độn thuật để đào tẩu à, không có cửa đâu. Âm thanh hùng hậu vang lên, mọi người đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta đã sớm nghe nói tiểu tử đó rất lợi hại, chỉ cần chủ quan một chút là có thể bị hắn phản sát. Nam nhân âm trầm cũng phụ họa, không sai, trước giết hắn rồi nói sau. Tuổi trẻ thì nóng tính, nhìn kỹ xem có phải Hạ Thiên hay không rồi nói. Lão bà lạnh giọng nói, đừng có giết nhầm người, đến lúc đó lại uổng phí sức lực. Không sao đâu, ngũ độc đồng tử phản bác, có thể nhìn thấu thân phận của ta, chỉ dựa vào khí tức là biết có mai phục, ngoại trừ Hạ Thiên danh xưng đệ nhất thần y thì không còn người nào khác. Thiếu nữ kia ngược lại có chút do dự, vì sao nữ nhân kia lại gọi hắn là chồng? Có nữ nhân của Hạ Thiên ở đây sao? Ni sai phách, không phải vừa nãy ngươi đã gặp qua Hạ Thiên sao? Người này có phải là hắn không? Nam nhân âm trầm quát hỏi. Ấn tượng của Ni sai phách đối với Hạ Thiên cũng không sâu lắm. Huống hồ một nam một nữ vừa rồi đến quá nhanh, một lời không hợp liền ra tay. Bây giờ sương mù màu tím đầy đất, hắn ta nào có thể xác định? Ta đang nói ngươi đấy. Âm thanh hùng hậu kia có chút khó chịu, Ni sai, rốt cuộc có phải hay không? Còn không đợi Ni sai phách trả lời, sương mù màu tím bỗng nhiên thẩm thấu ra bên ngoài bức tường khí mà bọn họ thiết kế. Sương mù màu tím đó có độc, mọi người cẩn thận. Ngũ độc đồng tử lên tiếng nhắc nhở, đề phòng vạn nhất, mọi người uống tích độc hoàn mà ta đưa lúc trước đi. Mọi người không khỏi sửng sốt, nhưng không ai làm theo. Chủ yếu ngũ độc đồng tử không phải là người tốt lành gì. Ai biết được dược hoàn của hắn ta có vấn đề gì hay không? Ta chẳng quan tâm hắn có phải hay không, trước giết chết rồi hãy nói. Nam nhân âm trầm lười lãng phí thời gian, liền nói với những người khác, ta mặc kệ các người nghĩ như thế nào, dù sao ta cũng phải dùng đến sát chiêu trước. Những người còn lại cũng không lên tiếng ngăn cản, cũng có thể muốn nhìn xem sát chiêu kia rốt cuộc có hữu hiệu hay không. Đi! Nam nhân âm trầm lấy một vật từ trong ngực ra, ném vào trong miệng, rất nhanh nhai nát, sau đó cắn đầu lưỡi hòa với máu phun ra. Máu tươi như dòng nước phun ra ngoài. Bọt máu tinh mịn tạo thành một tấm lưới màu đỏ, trong nháy mắt hấp thu sương mù màu tím sạch sẽ. Tiếp theo, chúng dùng tốc độ cực nhanh nhuộm đỏ bức tường khí thành màu đỏ. Hơn nữa, màu đỏ này giống như ngọn lửa, văng tứ phía, dính đến vật nào là cháy vật đó. Khi cháy, chúng không ngừng hấp thu năng lượng và lực sinh mệnh chung quanh. Nếu không phải có bức tường khí ngăn cản, đoán chừng mấy người bọn họ đã bị hút khô. Hình như không thấy người đâu nữa rồi. Thiếu nữ kinh hô một tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn sang, phát hiện bên trong tường khí đích thật không có bóng dáng của đôi nam nữ kia. Nhất định là có chỗ ẩn núp. Lão bà trầm ngâm một tiếng, cười nói, chúng ta đã diễn luyện trận pháp tập hợp ánh sáng xanh này mấy lần, tuyệt đối không có khả năng có người từ đó chạy đi. Không sai, cửu cân lão thái bà nói đúng. Âm thanh hùng hậu khẳng định, trận pháp này không có khả năng xảy ra sai lầm. Vị đại nhân kia nói cũng rất rõ ràng, trận pháp này ít nhất có thể duy trì được 10 phút. Như vậy, cho dù tôn hầu tử tái thế cũng trốn không thoát. Nam nhân âm trầm cười gằn, không sai, âm huyết lão đồ ta có thể bước bọn họ ra ngay lập tức. Lúc này, tấm lưới lớn màu đỏ ngòm gần như chiếm hết không gian bên trong trận pháp, chỉ còn trừ lại một góc vắng vẻ. Khoan đã. Mấy vị bằng hữu, thật ra ta không phải Hạ Thiên. Lúc này, nam nhân mặc quần jean có chút không chịu nổi, lập tức xuất hiện, chật vật nói các ngươi nhận nhầm người rồi. Vợ chồng chúng ta cũng là vì treo thưởng mà đến. Hắn ta đích thật không phải Hạ Thiên. Ni sai bá rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ mặt nam nhân mặc quần jean, lập tức lắc đầu, nhầm, nhầm rồi. Tại sao lại nhầm, nam nhân âm trầm giận tím mặt, quát lớn. Không phải ngươi nói Hạ Thiên mang theo một nữ nhân đến sao?
Nghi Sai Bá hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi ta đích thật nhìn thấy Hạ Thiên và một nữ nhân đi sang bên này. Tại sao hai người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mấy vị bằng hữu có thể giải trừ cái này trước hay không? Nam nhân mặc quần jean khẩn cầu những người kia, chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Thật ra, ta có tin tức quan trọng về Hạ Thiên muốn nói cho các người biết. Ngũ Độc đồng tử đề nghị, chúng ta thu trận pháp trước, nghe xem hắn ta nói cái gì. Cứ để hắn ta nói, không nhất thiết phải thu trận. Cửu Cân lão thái bà nheo mắt nói, nếu dám nói dối, ta sẽ giết bọn họ chết. Ha ha, lão thái bà nói đúng đấy. Nam nhân hùng hậu cười phụ họa. Ta cho ngươi một phút. Nam nhân âm trầm lạnh lùng nói, muốn nói thì nói nhanh lên. Bằng không, các ngươi cũng chỉ là vật hy sinh cho âm huyết lão đồ ta mà thôi. Nam nhân mặc quần jean vội vàng nói, thật ra các ngươi đã sớm rơi vào cạm bẫy của Hạ Thiên. Chuyện này ngay từ lúc ban đầu chính là cái bẫy của hắn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nam nhân âm trầm không hài lòng hỏi, ngươi muốn hù chúng ta? Không phải, trên người nữ nhân váy trắng dính tơ máu, người đã có chút suy yếu, thở hổn hển nói, chúng ta nhìn thấy người của ám ảnh đoàn trên một hòn đảo cách đây khoảng 2-3 ngàn mét. Nam nhân mặc quần jean bổ sung, nơi này vốn là trụ sở huấn luyện của ám ảnh đoàn. Bây giờ toàn bộ trống rỗng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không thể nào. Âm thanh hùng hậu phản bác, chúng ta mua được tin tức từ ám võng, nói người của ám ảnh đoàn đã sớm bị một đại nhân vật nào đó thanh trừ sạch sẽ, nhưng khi đó Hạ Thiên đi đâu cũng không biết. Vì thế mới có chuyện mọi người bị dụ đến đây ngày hôm nay. Nam nhân quần jean giải thích, các ngươi nhất định đã nhận được tin tức giả. Tin tức thần dụ không thể nào sai lầm được, thiếu nữ kia cười lạnh, ta thấy ngươi không chừng là chó săn do Hạ Thiên phái đến, cố ý muốn tiêu hao sức mạnh của chúng ta. Để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Không thể nào. Nam nhân mặc quần jean lắc đầu liên tục, cười khổ nói, chúng ta và Hạ Thiên không có giao tình gì, vì sao lại nghe hắn chứ? Nữ nhân váy trắng hữu khí vô lực nói, thật ra chúng ta cũng là người của tổ chức thần dụ, là nhân viên của xí nghiệp dược phẩm. Lần này chúng ta đến chính là để thu thập thi thể của Hạ Thiên. Không sai, dựa theo kế hoạch, lúc này Hạ Thiên chết rồi mới đúng. Nam nhân mặc quần jean có chút tức giận nói, chúng ta đến chính là để nhặt xác. Bởi vì thần dụ muốn phá giải bí mật cơ thể Hạ Thiên. Ai biết được không thấy được thi thể của Hạ Thiên, ngược lại còn chúng mai phục của các ngươi. Ta sợ trong các ngươi có nội ứng, cố tình để lộ tin tức, để chúng ta tự giết lẫn nhau, còn Hạ Thiên thì ở một bên ngư ông đắc lợi. Đánh giám, nam nhân âm trầm nửa chữ cũng không tin, các ngươi nhất định có vấn đề, trước giết hết rồi nói sau. Khoan đã, ngũ độc đồng tử ngược lại có chút tin tưởng, ta lại cảm thấy bọn họ nói cũng có lý. Cửu Cân lão thái bà nói, hai người này có chết hay không thật ra không quan trọng. Quan trọng là chiêu thức dùng trên người bọn họ, nếu chẳng may liều lượng không đủ, làm sao mà đối phó Hạ Thiên. Chỉ một Hạ Thiên thôi mà, hắn còn có thể trở thành thần tiên sao? Nam nhân âm trầm nghiến răng mắng, ta không tin hắn thật sự vô địch thiên hạ. Thiếu nữ kia cũng nói, bất kể nói như thế nào, hai người kia đều rất khả nghi, chúng ta cứ giết trước rồi nói sau. Không sai, chúng ta là sát thủ, cũng không phải buôn bán. Nghi Sai Phách nói, nên tranh thủ thời gian đi. Bằng không, Hạ Thiên rất có thể sẽ đến ngay. Đến lúc đó chúng ta có muốn giết cũng không kịp. Vậy thì giết, âm thanh hùng hậu ra lệnh. Nam nhân mặc quần jean hoảng hốt trong lòng, vội vàng ngửa đầu kêu lên, Hạ Tiên sinh. Mau cứu chúng ta. Ngươi đã đồng ý giúp chúng ta chữa bệnh. Nếu chúng ta chết, ngươi chẳng phải nuốt lời sao. Hạ Tiên sinh, cứu, nữ nhân váy trắng cũng muốn kêu cứu nhưng cơ thể bị tơ máu đốt cháy, khí huyết cả người cũng bắt đầu cháy rừng rực, đau không chịu nổi. Nhưng lúc này, những người khác cũng đã nuốt thứ gì đó, há miệng phun ra một ngụm máu, hừng hực huyết hỏa, đốt lại càng mạnh hơn. Hạ Tiên sinh, ta còn một tin tức liên quan đến bé ngoan, cực kỳ quan trọng. Nam nhân mặc quần jean thấy đám huyết hỏa sắp đốt đến mình, vội vàng kêu cứu, người mau cứu ta đi. Bằng không, người sẽ không biết gì về nàng ta đâu. Nam nhân âm trầm lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là mồi nhử do Hạ Thiên phái đến. Nhưng không sao, bây giờ Hạ Thiên có đến thì cũng chết mà thôi. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn ta vang lên một âm thanh lười biếng, người nói ai sẽ chết? Là ai?
Nam nhân âm trầm cả kinh, vội quay đầu về phía phát ra âm thanh, đột nhiên phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào lại xuất hiện một người. Phốc! Nam nhân âm trầm vô thức há miệng phun một luồng huyết khí vào người đến. Miệng ngươi thối quá, đừng có phun nước bọt tung tóe như vậy, mất vệ sinh vô cùng. Người đến cực kỳ khó chịu, sau đó một cước đá vào miệng nam nhân âm trầm. Thanh sắc ma, đám người còn lại lớn tiếng kinh hô. Ni sai phách chỉ vào người đến, hắn chính là Hạ Thiên. Âm thanh hùng hậu quát to, mọi người đừng hoảng sợ, tập trung lực lượng, thôi động pháp trận, nhất cử oanh sát. Những người còn lại quay nhanh thân hình, toàn bộ há miệng phun máu về phía Hạ Thiên. Các ngươi là cóc sao? Hạ Thiên nhìn thấy, cảm thấy có chút buồn cười, trình độ xấu phải nói là hết mức. Nam nhân mặc quần jean lên tiếng nhắc nhở, Hạ Tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng có chủ quan. Bọn họ đã uống bí dược huyết lão của thần dụ, thứ này chỉ cần dính vào, huyết nhục của chúng ta sẽ bị thiêu đốt. Hạ Thiên nhếch miệng, thứ đồ chơi này vô dụng với ta. Hắn còn chưa nói hết, người đã bị huyết khí cuồn cuộn bao phủ, cơ thể dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bị đốt cháy. Chưa đầy 3 giây, hắn đã bị đốt thành một đống tro, theo gió tiêu tán. Thoáng một cái, Hạ Thiên đã bị đốt sạch. Tuy nhiên, rất nhanh lại xuất hiện một Hạ Thiên khác. Những người kia vội vàng phun huyết hỏa về phía Hạ Thiên, hắn lại bị đốt sạch sẽ. Kết quả, cho bụi còn chưa thổi hết, lại xuất hiện thêm một Hạ Thiên. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, ngay cả đồ ngốc cũng biết mình đang bị chơi xỏ. Mọi người nhanh chóng thu công. Nam nhân âm trầm kịp phản ứng, giận dữ hét lên, tiểu tử kia rõ ràng đang trêu đùa chúng ta, cố ý tiêu hao linh lực của chúng ta. Chúng ta đừng mắc bẫy. Nói xong, hắn ta lập tức thu công, sắc mặt cả người trắng như tờ giấy. Mặc dù có dược tề làm cơ sở, nhưng cơ thể của hắn ta hiển nhiên vẫn có chút không chịu được tiêu hao lớn như thế. Mặc dù những người khác không tiêu hao nhiều bằng hắn ta, nhưng tình huống cũng không sai biệt lắm. Sắc mặt người nào cũng trắng bệch, suy yếu không thôi. Ha ha ha, đúng là buồn cười. Các ngươi đúng là ngu thật. Lúc này, Bạch Mộ Lan cũng xuất hiện, không một chút khách sáo cười nhạo đám người kia, ngay cả thật giả cũng không phân rõ. Chút thông minh và năng lực đó của các ngươi mà còn đòi giết Hạ đoàn trưởng của chúng ta, các ngươi không cảm thấy buồn cười à? Hạ Thiên cũng không phải thần Phật không thể chiến thắng. Nam nhân âm trầm lạnh giọng mắng lại. Nếu không phải bị hai người kia phá hỏng, bây giờ Hạ Thiên đã là tử thi rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Với thực lực đó của các ngươi, đoán chừng ngay cả con kiến còn giết không chết. Hạ Thiên vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Đáng tiếc, những người kia bị huyễn tượng dụ dỗ, cứ làm ra chuyện vô dụng mà thôi. Khi nói, nét khinh thường hiện rõ trên nét mặt của hắn. Không chỉ nam nhân âm trầm, những người khác cũng tức giận không thôi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá đắc ý. Lôi Thiên Long ta là người đầu tiên không phục ngươi. Âm thanh hùng hậu quát to, thậm chí còn nhảy đến trước mặt Hạ Thiên, bóp quyền đánh tới, bây giờ lão tử một quyền đánh nổ đầu của ngươi, a. À. Nắm đấm còn chưa chạm được vào đầu Hạ Thiên, cả người hắn ta đã bị một cước tùy ý của Hạ Thiên đạp bay ra ngoài, như một quả bóng ra lăn mấy trăm mét trong đống bùn mới chịu ngừng lại. Các ngươi lên hết đi, nhưng đừng dùng chiêu vừa rồi. Khó coi quá. Hạ Thiên nhếch miệng, thái độ vân đạm phong khinh, giống như đang trêu đùa một đám trẻ cáu kỉnh. Nam nhân âm trầm không chịu được cảm giác bị khinh thường như thế, lập tức nghiến răng nói, Hạ Thiên, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Thanh sắc ma ta nhất định một người cũng có thể giết được ngươi. Nói xong, hắn ta mò một ống thuốc trong túi ra, đâm thẳng vào tim. A, à, nam nhân âm trầm gào thét một tiếng. Cả người bắt đầu rạn nứt, làn da giống mạng nhện, xương cốt màu đỏ xông ra ngoài. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn ta đã cao đến 2 mét, không còn hình người, tựa như một con quái thú. Nam nhân âm trầm ngẩng cái đầu đầy gân xanh của mình lên, thở một hơi thật dài, sau đó cười như điên, đây cũng là hình thái của huyết liêu lão đồ ta. Đúng là thư thái, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận. Hắn ta vung tay lên. Mặt đất lập tức bị chém ra mấy rãnh dài sâu mấy mét, có thể thấy được lực đạo lớn đến cỡ nào, xác thực không thể xem thường. Mọi người nhìn thấy hình thái của hắn ta, có chút e ngại nhưng cũng có chút hâm mộ. Nam nhân âm trầm chỉ tay vào Hạ Thiên, lớn tiếng khiêu khích, Hạ Thiên,
bây giờ ta sẽ bóp nát đầu của ngươi, sau đó hút hết óc của ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vốn ngươi đã xấu, bây giờ lại càng xấu hơn. Hạ tiên sinh, ngươi đừng nên khinh thường. Nam nhân mặc quần jean vội nhẹ giọng nhắc nhở, hắn ta phục dụng chính là thuốc dị năng của thần dụ. Mặc dù còn chưa phải cấp bậc cao nhất, hơn nữa còn có tác dụng phụ rất lớn, nhưng sức mạnh phát huy ra đủ để xé núi nứt biển. Xé núi nứt biển, Hạ Thiên nhếch miệng, càng thêm khinh thường, ngoại trừ xấu ra, ta cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì. Vậy ta sẽ để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nắm đấm bằng cái đầu của Hạ Thiên trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, to như một cái thiết chùy, nhanh chóng nện xuống đầu hắn. Trên nắm đấm còn có phong lôi chi khí mờ mờ ảo ảo, vô cùng dọa người. Một quyền này nhìn qua có vẻ rất mạnh. Đừng nói chỉ là một cái đầu, đoán chừng có ngọn núi ở đây cũng có thể bị nện phẳng. Những sát thủ khác quen biết với nam nhân âm trầm không khỏi giật mình, hoàn toàn không nghĩ đến hắn ta còn che giấu thực lực kinh khủng đến như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là do sợ hãi, thán phục uy năng to lớn của dược tề. Ánh mắt ngũ độc đồng tử lấp lóe không yên, đây rốt cuộc là tác dụng của thuốc hay là thực lực thanh sắc ma cố tình che giấu? Hẳn là do thuốc, thiếu nữ kia thuận miệng suy đoán, nhất định là thuốc rồi. Cửu cân lão thái bà dùng đầu lưỡi liếm cái môi khô khốc, mỉm cười thâm trầm, thanh sắc ma có ẩn giấu thực lực như thế nào cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Bằng không, hắn ta đã sớm là đệ nhất sát thủ trong giới rồi. Hắn ta cũng không phải là người có tính cách ẩn nhẫn. Những người khác đều gật đầu nói phải. Ni Sai Phách nhếch miệng khinh thường, a, thế mà Hạ Thiên lại còn khinh thường như thế, cũng không thèm tránh. Vừa rồi, hắn ta đã bị Hạ Thiên đánh cho một trận. Lúc này, hắn ta tiên đoán Hạ Thiên sắp bị ngược, tâm trạng ngược lại vui vẻ. Ta có thể đoán được hình ảnh đầu ngươi sẽ nổ tung như quả dưa hấu, ha 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 ha. Nam nhân âm trầm cuồng thiếu không thôi. Hạ Thiên vẫn đứng im không nhúc nhích, trong mắt liếc nhìn hắn ta. Ồ, vì sao ta lại có dự cảm bất thường, nếu như một quyền này đánh trúng, người chết có thể là ta nhỉ? Nam nhân âm trầm chợt hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi không cách nào khống chế, chuyện gì xảy ra thế? Vì sao hắn lại có thể ung dung như vậy? Chẳng lẽ hắn có hậu chiêu gì sao? Không thể nào. Hắn bị khí thế của ta chấn nhiếp, sợ đến choáng váng, không thể có hậu chiêu gì cả. Nếu quả thật có hậu chiêu, hắn đã dùng từ sớm. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Trong đầu hắn ta lóe lên một vài suy nghĩ, khả năng ngay cả một giây cũng chưa dùng hết. Ngươi đang sợ, Hạ Thiên lắc đầu, thản nhiên nói một câu. Đánh giám, làm gì có chuyện ta sợ ngươi chứ? Nam nhân âm trầm nghiến răng nói. Hạ Thiên, ngươi khinh thường ta như vậy, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, quyền đã đến. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Đúng như hắn ta dự liệu, có một cái đầu nổ tung như quả dưa hấu. Tiếp theo, cơ thể khổng lồ của nam nhân âm trầm ngã xuống đất, không còn tiếng thở nữa. Hạ Thiên cũng không cảm thấy người này đáng thương. Chẳng qua hắn cảm thấy hắn ta rất ngu, chỉ có thể cảm thán một câu, sinh mệnh quý giá như vậy. Tại sao ngươi lại lãng phí nó chứ? Những người kia hoàn toàn không nhìn thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra thế? Ni Sai Phách bị dọa đến thiếu chút nữa tè ra quần, sợ hãi kêu lên, thanh sắc ma chết như thế nào vậy? Vừa rồi rõ ràng hắn ta sắp thắng mà, vì sao lại chết? Chẳng lẽ có quỷ, hay Hạ Thiên thật sự là thần Phật? Câm miệng, thiếu nữ bất mãn quát một câu, nếu ngươi còn láo nháo nữa. Ngươi có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi không? Cửu câu lão thái bà nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là phương pháp lấy đạo của ngươi trả cho ngươi? Ngươi xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi đấy. Thiếu nữ kia lại mắng một câu, ta có hàng long thập bát trưởng đây. Ngũ độc đồng tử ngược lại nhìn thấy rõ, sắc mặt tái xanh, một phần là kinh ngạc, một phần là chấn kinh, một lúc lâu sau cũng nói không ra lời, bất kể nói như thế nào, Hạ Thiên không thể chiến thắng. Hắn là thần, là Phật, là ma. Ni Sai Phách sợ đến mất mật, cơ thể run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, bây giờ chúng ta cầu xin tha thứ, không biết có còn cơ hội hay không. Bốp, thiếu nữ vung tay tát cho Ni Sai Phách một bạt tai, chuyện cho đến bây giờ, ngươi cho rằng Hạ Thiên sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lời này ngược lại vô cùng xác thực,
tâm tư của những người còn lại không giống nhau. Hạ Thiên lười biếng hỏi một câu, còn ai nữa không? Ni Sai Phách lập tức cầu xin tha thứ, ta, không phải, ta chỉ là sát thủ, được người ta thuê, lấy tiền của người khác mà thôi. Cút sang một bên, Hạ Thiên lười nghe hắn ta nói nhảm, một cước đạp thẳng. Ni Sai Phách bay ra ngoài vài trăm thước, làm bạn với Lôi Thiên Long dưới vũng bùn không rõ sống chết. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ngươi giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ kết tử thù với thần dụ sao? Chẳng quan trọng, Hạ Thiên nhếch miệng, dùng giọng điệu hờ hững nói, chờ ta tìm được hang ổ của đám thần ngư gì đó, ta sẽ tiêu diệt sạch đám người đó. Lúc này, ngũ độc đồng tử đột nhiên bò đến trước mặt Hạ Thiên, quỳ xuống cầu xin, ta bị tiền làm mờ mắt, vô ý mạo phạm Hạ Tiên Sinh, xin ngươi tha cái mạng chó cho ta. Hạ Thiên chỉ tùy ý liếc mắt nhìn hắn ta, cũng không nói gì, băng qua hắn ta đến trước mặt thiếu nữ và lão thái bà, hừ, quả nhiên là một đám vô dụng. Cửu cân lão thái bà ngược lại kiên cường hơn, cho tay vào ngực mò một cái bọc giấy nhỏ, đưa lên cho Hạ Thiên, tiểu hòa tử, có ăn hạt dẻ rang đường không? Đích thân ta làm đấy, là hạt dẻ ngon nhất ở Tử Vi Sơn, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Hạ Thiên mỉm cười nói, số lão thái bà, ta có thể trường sinh bất tử, ngươi cảm thấy việc kéo dài tuổi thọ hữu dụng với ta sao? Tiểu hòa tử ngươi thích thổi ra châu quá nhỉ? Cửu cân lão thái bà nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi có chút buồn cười, trên thế giới này, nào có người trường sinh bất tử chứ? Đó cũng chỉ là gạt người. Sống lâu mấy năm thì còn được. Lần này xem như lão thân mắt mù, chỉ cần ngươi thả ta, Nam Cực Cung Tử Vi Sơn sẽ giao cho ngươi, a. À. Còn chưa nói hết, bà ta đã bị bộp một tiếng đánh bay ra ngoài, xếp chồng lên hai người kia. Chỉ còn lại ngươi mà thôi. Lúc này, Hạ Thiên đứng trước mặt thiếu nữ, ngươi muốn chết theo kiểu nào? Thiếu nữ bỗng nhiên cười một cái thật tươi, yên lặng nhìn Hạ Thiên, ta muốn theo ngươi làm một đôi uyên ương đồng mệnh, mọi người cùng nhau chết, như thế nào? Hạ Thiên trả lời, ngươi không có mệnh đó đâu. Nhưng ngươi thì có, thiếu nữ hừ lạnh, đưa tay đánh vào ngực Hạ Thiên. Chỉ trong nháy mắt, mấy cái khung hình vuông trong suốt đột nhiên xuất hiện, đóng khung Hạ Thiên vào bên trong. Tiếp theo, thiếu nữ trở tay, trên người xuất hiện một khe hở không gian, nuốt nàng ta và Hạ Thiên vào trong. Mọi thứ khôi phục lại như bình thường, giống như nàng ta và Hạ Thiên chưa từng xuất hiện qua. Ở nơi này, tuyết trắng mênh mang, một cơn gió lạnh đến cốt tủy từ bốn phương tám hướng thổi tới. Trên mặt đất là những khối lập phương hơi mờ nằm rải rác, bên trong đều là huyết vụ đục ngầu, nhìn không ra có thứ gì đang được cất giấu. Hạ Thiên, nơi này chính là mộ địa của ngươi. Gương mặt thiếu nữ tràn đầy âm hiểm, nhìn chằm chằm Hạ Thiên đang bị vây bên trong khung hình vuông, lạnh lùng nói, khối lập phương trong suốt này sẽ trở thành quan tài của ngươi. Cái nơi rách nát này của ngươi không vây khốn được ta đâu. Hạ Thiên khinh thường nói, mà ngược lại nó sẽ thành mộ địa của ngươi. Ha ha, ngươi có biết bên trong khối lập phương kia chứa những thứ gì không? Thiếu nữ cười như không cười chỉ vào những khối lập phương hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng hứng thú muốn biết, ta sợ sau khi ngươi biết xong sẽ sợ mất mật. Thiếu nữ cười the thé, chẳng những thái độ điên cuồng mà còn tràn ngập mỉa mai, ta chính là không quen nhìn loại người như ngươi, ngoài mặt thì cao cao tại thượng, tự xưng là thần y, đệ nhất cao thủ. Chẳng qua ngươi chỉ là tên ngu ngốc tự cho mình là siêu phàm. Đầu óc ngươi có bệnh à? Hạ Thiên nghiêm túc nói, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Nếu không trị, ngươi sẽ biến thành ngu xuẩn thật đấy. Đánh giám. Thiếu nữ kia tất nhiên không tin Hạ Thiên, chỉ cảm thấy hắn đang cổ lộng huyền hư, lại càng thêm khinh thường, ta không ngại nói cho ngươi biết, nơi này là không gian lĩnh vực của ta. Cho đến lúc này, chưa có người nào có thể còn sống bước ra ngoài từ nơi này. Hạ Thiên vẫn không nhịn được cười, vậy ngươi hẳn đã chết từ lâu. Ngươi, sắc mặt thiếu nữ đột nhiên lạnh lại, nói tiếp, mồm mép lưu loát cũng vô dụng thôi. Mệnh của ngươi đã chú định, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết ở đây. Lúc này, nàng ta lại điểm ra 10 khung vuông trong suốt, gia tăng thêm một tầng vây khốn Hạ Thiên. Trò xiếc thật nhàm chán. Hạ Thiên hoàn toàn không còn kiên nhẫn, hắn kéo một phát, lập tức phá tan khung vuông trong suốt kia. Thiếu nữ cũng không nổi giận, chỉ lạnh lùng nói, vô dụng thôi. Ngươi có thể tránh thoát khỏi khung vuông hữu hình,
nhưng vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi khung vuông vô hình. Chỉ cần ngươi là người, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi có thất tình lục dục, chỉ cần ngươi. Bốp! Thân ảnh Hạ Thiên giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng ta, vung tay tát một cái. Ngươi lại dám đánh ta? Thiếu nữ kia sờ lên mặt mình, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lập tức lấy lại tinh thần, ngươi có thể đánh ta? Không thể nào, nơi này chính là lĩnh vực của ta, ngoại trừ ta, không ai có thể di chuyển, ngươi lại càng không có khả năng. Bốp! Hạ Thiên lại tát thêm một cái. Ngươi, khinh người quá đáng. Thiếu nữ chịu hai cái tát, hoàn toàn nổi điên, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Nàng ta khoát tay, vô số khung vuông đủ loại bay đến Hạ Thiên, từng tầng tích lũy, trong chớp mắt đã bao phủ Hạ Thiên lại. Chỉ là, nàng ta vẫn không cách nào tiêu tán được mối hận của hai cái tát trong lòng. Nàng ta lại gọi đến vô số phong tuyết, ngưng tụ thêm mấy tầng hàn băng bên ngoài. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Hạ Thiên đã bị biến thành một băng điêu cao 2-3 mét. Thân hình Hạ Thiên mơ hồ bên trong. Ta không tin ngươi còn có thể trốn thoát. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi mắng to, ngươi dám mắng ta sẽ để ngươi nhận hết tra tấn ở đây, sống không bằng. Lời còn chưa nói hết, nàng ta chợt phát hiện không ổn, đột nhiên ngừng lại. Tại sao lại như thế? Thiếu nữ phát hiện bản thân nàng ta mới bị vây trong tảng băng, hơn nữa khung vuông tận cùng bên trong nhất còn đang không ngừng co lại. Khiến cơ thể của nàng ta hành động trở nên bất tiện. Đây không phải sát chiêu của ngươi sao? Lúc này, bên ngoài tảng băng vang lên âm thanh khiến nàng căm thù đến tận xương tủy, vẫn là cái giọng điệu lười biếng đó, tự dưng lại dùng trên người mình, ngươi đúng là ngu ngốc. Ngươi, thiếu nữ tức đến muốn bể phổi, nhưng lúc này cũng không phải lúc đấu võ mồm với Hạ Thiên. Việc cấp bách bây giờ chính là thoát thân. Nàng ta biết rất rõ uy lực sát chiêu của mình. Nếu trong 10 giây không thoát được, nàng ta sẽ bị ép thành một đống thịt nhão, sau đó từng chút một hòa tan, cuối cùng biến thành một đống huyết phụ. Hơn nữa, trong quá trình này, lực sinh mệnh của nàng sẽ được hấp thu từng chút một, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng cho những khung vuông. Trước đây, nàng ta đã dùng phương pháp này giết chết rất nhiều người còn lợi hại hơn cả nàng ta, từ đó nàng ta mới có được thực lực như bây giờ. Chỉ là nàng ta vạn lần không nghĩ đến. Một chiêu này lại vô hiệu đối với Hạ Thiên, ngược lại bản thân mình gặp tai họa. Ngươi không ra được sao? Hạ Thiên cười nói, vậy một chiêu này của ngươi thật sự chẳng ra sao cả, hay là ngươi học trộm được từ người khác? Thiếu nữ kia do dự một chút, cuối cùng mò một viên con nhộng màu trắng từ trong túi ra, sau đó cho vào miệng, ngươi cứ chờ đó cho ta. Ta không chém ngươi thành muôn mảnh, ta không phải họ Đoàn. Ngươi họ gì thì có liên quan gì đến ta? Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng, hơn nữa, ngươi cũng không có bản lãnh đó. Phốc! Rất nhanh, dược hiệu đã phát huy tác dụng, thiếu nữ kia hóa thành tàn ảnh, trốn thoát khỏi tảng băng. Ngươi có uống nhiều thuốc cũng vô dụng thôi, cùng lắm là thay kiểu chết khác. Hạ Thiên hờ hững nói. Hừ, cho dù phải chết, ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng theo. Ánh mắt thiếu nữ tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Hạ Thiên, người khác giết ngươi là vì tiền tài, vì thuốc. Còn ta giết ngươi là vì báo thù. Hạ Thiên hỏi, ngươi là ai thế? Ta có thù oán gì với ngươi sao? Có, hơn nữa còn là huyết hải thâm cừu. Thiếu nữ oán độc nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi giết cha mẹ của ta, hủy đi quê hương của ta, khiến cho ta tuổi còn nhỏ không thể không hối hả ngược xuôi, chịu đủ ức hiếp, lại còn phải phòng thủ sự truy sát của ngươi. Nếu không phải thần sứ đại nhân chứa chấp ta, chỉ sợ ta cũng đã theo gót cha mẹ ta rồi. Mấy năm qua, ta mỗi giờ mỗi khắc đều ghi nhớ phục thù. Cho dù ta thịt nát xương tan, ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng. Buồn cười, ngươi nhận lầm người rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta xưa nay không truy sát bất cứ kẻ nào, bởi vì người mà ta muốn giết, ta sẽ xử lý ngay tại chỗ. Ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận rồi. Thiếu nữ kia cười nhạo, biểu hiện giống như không nằm ngoài ý liệu, loại người quyền thế như ngươi. Tất nhiên là cực kỳ dối trá, có làm cũng không có nhận. Nhưng ta không quên, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi chẳng những ngu ngốc mà còn bị tẩy não. Mặc kệ ngươi nói cái gì cũng không dao động được niềm tin của ta đâu. Trên người thiếu nữ nổi lên từng sợi khí màu trắng, toàn bộ không gian đột nhiên cuồng phong gào thét, bão tuyết giáng xuống, nhiệt độ chợt hạ, rét lạnh thấu xương. Tuy nhiên,
những thủ đoạn này đối với Hạ Thiên mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Nếu đã giết không được ngươi, ta ít nhất cũng sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Sau lưng thiếu nữ bỗng nhiên vỡ ra một khe hở. Lần này, bên trong khe hở chính là tinh không vô tận, không biết điểm cuối cùng với không gian phong bạo cực kỳ cuồng loạn. Đúng là ngu không có thuốc chữa. Hạ Thiên nhìn thấy, biết không ra tay là không được. Nếu không, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Tới đi, theo ta xuống địa ngục, thiếu nữ cũng không quan tâm, mặc cho phong bạo đổ vào không gian của nàng ta. Chỉ trong nháy mắt, không gian đã bị bóp méo. Trong phong tuyết cuồng loạn, đám khung vuông quỷ dị đều biến thành bom khiến người ta sợ hãi, lúc nào cũng có thể bắn ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Hạ Thiên lợi hại nhưng dù sao cũng vẫn là nhục thân, muốn sống sót bên trong không gian cuồng bạo kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Sợ hãi đi, run rẩy đi, thiếu nữ mừng rỡ nhìn Hạ Thiên, chờ mong biểu hiện thất kinh trên mặt của hắn, hoặc vùng vẫy dẫy chết. Đáng tiếc, nàng ta nhìn thấy cũng chỉ là gương mặt hờ hững cùng biểu hiện chẳng thèm ngó đến. Chỉ cái này thôi sao? Hạ Thiên lắc đầu, giữ ngón tay sáng lên ngân châm, khẽ đâm tới khe nứt không gian cuồng bạo. Thiếu nữ kia thấy vậy, không khỏi giễu cợt, ngươi cho rằng khe nứt không gian đó là gì chứ? Tại sao lại có thể vì một cây ngân châm của ngươi, hả? Hạ Thiên trực tiếp sử dụng châm ngoại châm, linh khí mênh mông phun ra ngoài. Một lát sau đã lấp đầy khe nứt không gian. Khi hắn còn ở cảnh giới kim đan kỳ, hắn đã có thể làm được. Bây giờ hắn khôi phục độ kiếp kỳ, đối phó với khe nứt không gian này chỉ bằng một bữa sáng. Không thể nào, thiếu nữ kia không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, không khỏi chán nản ngã xuống đất, lẩm bẩm, chẳng lẽ đời này ta không thể báo thù được sao? Cha mẹ, hai người không phù hộ cho con gái của mình sao? Hạ Thiên thu ngân châm, tiện tay một quyền đánh nát không gian. Thế là, Hạ Thiên và thiếu nữ kia đã quay lại đại sảnh dưới mặt đất đảo cuồng hoan. Ồ, nhanh như vậy đã quay về rồi sao? Bạch Mộ Lan có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, thuận miệng hỏi, Hạ đoàn trưởng, người không có việc gì chứ? Hạ Thiên tùy ý nói, người nói sao? Vậy thì không có việc gì rồi. Ai có thể khiến người có việc gì? Bạch Mộ Lan phát hiện câu hỏi của mình có chút hoang đường, vội quay sang nhìn thiếu nữ. Kết quả phát hiện nàng ta nằm trên mặt đất, hình như không còn khí tức, trong lòng thầm nhủ Hạ đoàn trưởng đã làm gì nàng ta. Nam nhân mặc quần jean có chút do dự, mở miệng hỏi, Hạ tiên sinh, vậy bệnh của vợ chồng ta? Vù vù. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, bắn ra hai ngân châm, bắn thẳng vào mi tâm của nam nhân mặc quần jean và vợ của hắn ta. Nam nhân mặc quần jean sửng sốt, thất thanh hỏi, Hạ tiên sinh, người đây là? A, nữ nhân váy trắng ngược lại phản ứng kịp, có chút không xác định nói với chồng của mình, ta có cảm giác hình như bệnh của chúng ta đã được chữa khỏi. Nam nhân mặc quần jean cảm nhận một chút, đúng là như vậy, cơ thể của hắn ta không còn chút khác thường nào, quá thần kỳ, chỉ một cây ngân châm, nhưng lại có thể giải thoát chúng ta khỏi đau đớn. Đúng là, hắn ta nhất thời tìm không ra từ ngữ hình dung cảm nhận của mình lúc này, rất nhanh liền dùng hành động nguyên thủy nhất, quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, Hạ thần y, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Lúc này, nam nhân mặc quần jean mới có thể lên tiếng, ta là Lê Sơn Định, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Nữ nhân váy trắng cũng khấu tạ Hạ Thiên, ta là Lê Phương Thị, cũng sẽ ghi khắc đại ân này trong tâm khảm. Lê Phương Thị, là cái thứ gì thế? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không có họ của mình sao? À, ta họ Phương. Nữ nhân váy trắng có chút không hiểu, nhưng vẫn giải thích, theo quy củ của nơi ở chồng ta, nữ nhân sau khi lấy chồng thì sẽ mang họ chồng. Hạ Thiên nói, quy củ ngốc nghếch, tên ngươi là gì thì cứ giữ nguyên như vậy, không cần thiết phải đổi. Mà này, cũng không nhất thiết hở một chút là quỳ, nói chuyện bình thường không được sao? Phương Khỉ La cảm niệm đại ân của Hạ Tiên sinh, mắt nữ nhân váy trắng sáng rực lên, một lần nữa trịnh trọng khấu tạ. Vừa nãy các ngươi định nói chuyện gì của bé ngoan cho ta biết? Hạ Thiên hoàn toàn không có phản ứng quá lớn đối với những lời cảm tạ này, chỉ hỏi vấn đề mà mình hứng thú. Lê Sơn Định cũng không do dự, nói thẳng, có một vị thần sứ bên trong thần dụ coi trọng bé ngoan, đang tìm kiếm tung tích của nàng ấy khắp nơi. Thế tên ngốc thần sứ đó là ai? Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Hạ Thiên hỏi,
Phương Khỉ La lập tức đáp, thần sứ kia chính là người đã thuê đám sát thủ vừa nãy, tên là gì thì không biết, ở đâu lại càng không có ai biết cả. Chỉ biết tên hiệu của hắn ta chính là Âm Huyết Thần Sứ. Hắn ta sáng lập một giáo phái có tên là Lão Môn. Phàm là người hiệu chung với hắn ta sẽ cung cấp một số thuốc cho người đó. Những người đó sẽ trở thành môn đồ của hắn ta, danh xưng đối ngoại chính là Lão Đồ. Vậy các ngươi cũng là môn đồ của Lão Môn gì đó à? Bạch Mộ Lan lạnh giọng hỏi. Không phải, Lê Sơn Định lắc đầu, thành thật nói, thuốc mà chúng ta uống trước đó chính là thần dụ hạ xuống, nhưng hoàn toàn không có liên quan đến Âm Huyết Lão, mà là một vị thần sứ khác. Phương Khỉ La bổ sung vào, thần sứ mở xí nghiệp dược ở Ushuaia có tên hiệu là Thánh Tâm Thần Sứ. Căn cứ theo quan sát của chúng ta, thân phận thật sự của vị thần sứ này rất có thể là con trai út của tập đoàn y dược đứng thứ ba thế giới William Rockwell. Cái tên này, Hạ Thiên ngược lại có chút ấn tượng. Hôm qua, khi hắn đến Ushuaia để đón Y Tiểu Âm, hắn đã gặp được người này, là một tên tóc vàng mắt xanh. Liên quan đến tổ chức thần dụ, trong hai ngày qua Hạ Thiên đã nghe rất nhiều lần, lại còn tiếp xúc với một nữ nhân tự xưng là người của Hắc Sĩ tộc đảo quốc ở Tiểu Tiên Giới. Đối với tổ chức ngu ngốc này, Hạ Thiên hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm gì. Bây giờ, hắn biết được có một tên ngớ ngẩn muốn đánh chủ ý lên bé ngoan, hắn lại càng củng cố suy nghĩ muốn tiêu diệt toàn bộ tổ chức này. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho bé ngoan, bảo nàng đi điều tra tổ chức thần dụ, nhất là địa chỉ của Âm Huyết Thần Sứ. Lúc này, Bạch Mộ Lan lên tiếng hỏi, tổ chức thần dụ đó rốt cuộc làm cái gì thế? Có bao nhiêu người được gọi là thần sứ? Thần dụ rốt cuộc muốn làm cái gì, chúng ta cũng không biết rõ. Lê Sơn Định lắc đầu, cố gắng suy nghĩ một chút rồi đáp, hình như có 6 thần sứ, nhưng người mà ta biết cũng chỉ có Âm Huyết Thần Sứ, Thánh Tâm Thần Sứ, Hủ Hồn Thần Hồn, những người còn lại thì ta không có điều tra ra. Hạ Thiên nhớ nữ nhân của Hắc Sĩ tộc đảo quốc đã từng nói qua, thần sứ thần dụ tổng cộng có 9 người chứ không phải 6. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng, có thể do tầng cấp của Lê Sơn Định quá thấp, biết được tin tức cũng không nhiều. Hơn nữa, hắn chẳng quan tâm có 9 hay 6 thần sứ. Nếu đã trêu chọc Hạ Thiên hắn, sớm muộn gì cũng biến thành con số 0. Còn có một thần sứ có thể đang ở đảo quốc, tên là Hắc Sĩ Thần Sứ. Lúc này, Phương Khỉ La bổ sung một câu, trong một lần tình cờ ta có nghe Rockwell đề cập đến. Lê Sơn Định ngẩn người, thuận miệng hỏi, tại sao ta lại không biết nhỉ? Nàng tiếp xúc với hắn ta từ lúc nào? Chàng cũng biết, cái tên Rockwell kia là một xác quỷ mà. Phương Khỉ La có chút ngượng ngùng nói, hắn ta thường xuyên nhân lúc không có chàng mà đến trêu chọc ta. Ta đương nhiên không nể mặt hắn ta rồi, nhưng dù sao hắn ta cũng là cấp trên của chúng ta, cho nên có đôi khi ta không thể không mắt nhắm mắt mở. Sắc mặt Lê Sơn Định trở nên âm tình bất định, có chút hoài nghi không biết có phải hắn ta đã bị đội nón xanh rồi không. Nơi này không còn chuyện của các ngươi nữa. Hạ Thiên nhìn hai người một chút, xác định bọn họ không có nói sai, bây giờ các ngươi đi đi. Lê Sơn Định há to miệng, đang định nói tiếp cái gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Hạ Thiên hình như không được tốt, đành nuốt lời nói trở về, Hạ Tiên Sinh. Đại ân không thể nào cảm tạ hết được, chúng ta xin phép cáo từ. Về sau, nếu có chỗ nào cần trợ giúp, người cứ lên tiếng. Vợ chồng chúng ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Phương Khỉ La cũng thành khẩn nói, đúng là đại ân khó báo. Chúng ta sẽ tận lực âm thầm điều tra tổ chức thần dụ. Nếu có tin tức, chúng ta nhất định sẽ thông báo cho Hạ Tiên Sinh. Người có thể để lại phương thức liên lạc không? Mặt Hạ Thiên vẫn không thay đổi. Từ chối cho ý kiến. Để ta lưu lại phương thức liên lạc cho các ngươi. Bạch Mộ Lan lên tiếng, có tin tức gì, các ngươi có thể nói với ta sẽ chuyển lời lại cho Hạ đoàn trưởng. Cũng được, Phương Khỉ La có chút thất vọng nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, mỉm cười trao đổi phương thức liên lạc với Bạch Mộ Lan. Rất nhanh, hai người này rời đi. Hạ đoàn trưởng, người này nên xử lý như thế nào? Nhìn hai người kia đã đi xa. Bạch Mộ Lan chỉ tay vào thiếu nữ sát thủ đang nằm trên mặt đất giết hay là giao cho ngươi, muốn xử lý như thế nào cũng được. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, một chút cũng không quan tâm kết cục của thiếu nữ kia là gì, ta muốn đi tìm bối nha đầu. Nãy giờ mà nàng ấy còn chưa đến, đúng là chậm chạp quá.
Lúc này, hai bóng người từ trên sợi dây leo nhảy xuống, một người trong đó chính là Tô Bối Bối. Nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, này, người nói ai chậm chạp chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, ta giải quyết xong mấy tên ngu ngốc đó nàng mới đến, còn không phải chậm chạp thì là gì? Ngươi cho rằng người nào cũng biến thái giống như ngươi à? Tô Bối Bối bất mãn nói. Hoa Ánh Lục vội giải thích, chúng ta nửa đường gặp sát thủ chặn đánh. Mặc dù không lợi hại nhưng vẫn phí chút thời gian giải quyết bọn họ. Chỉ có thể nói hai người quá yếu mà thôi, Hạ Thiên nói. Hoa Ánh Lục còn đang định giải thích, Tô Bối Bối đã khoát tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Tô Bối Bối quét mắt nhìn chung quanh, vừa rồi ta nhìn thấy một nam một nữ từ nơi này đi ra, không phải ngươi bỏ sót chứ? Hai người đó không phải đến giết Hạ đoàn trưởng, mà là đến nhờ Hạ đoàn trưởng chữa bệnh. Bạch Mộ Lan giải thích thay Hạ Thiên, chữa khỏi bệnh, bọn họ tất nhiên rời đi rồi. Chữa bệnh ở đây? Tô Bối Bối sửng sốt, nhưng rồi lại cảm thấy điều đó rất bình thường. Đây cũng là chuyện mà Hạ Thiên có thể làm được, thế những người còn lại đâu? Bạch Mộ Lan đáp, là sát thủ do tổ chức thần dụ phái đến, nhưng đã bị Hạ đoàn trưởng giải quyết hết rồi. Thế không phải vẫn có người còn sống sao? Tô Bối Bối liếc qua thiếu nữ trẻ tuổi đang bất tỉnh, rồi lại nhìn Hạ Thiên, tên đại sắc lang ngươi không phải coi trọng tiểu cô nương này, cho nên mới hạ thủ lưu tình đấy chứ. Bốp! Hạ Thiên đánh vào mông Tô Bối Bối một cái, bối nha đầu, nàng lại muốn ăn đòn đúng không? Ngươi, Tô Bối Bối nổi giận, lùi lại mấy bước, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta. Ngươi có tin lần sau ta chém tay của ngươi hay không? Không tin, Hạ Thiên cười nói, sau đó tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Bối Bối, nếu nàng cảm thấy đau, ta có thể giúp nàng mát xa. Thủ pháp xoa bóp của ta cũng là đệ nhất thiên hạ. Làm sao Tô Bối Bối không biết tên sắc lang kia có chủ ý gì, liền lườm hắn một cái, ngươi bớt làm bộ đi. Trong đầu ngươi toàn là thứ phế liệu màu vàng. Đứa bé gái này, hình như ta có quen thì phải. Hoa Ánh Lục nhìn chằm chằm thiếu nữ vài giây, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, tại sao nàng ấy lại ở đây? Ngươi biết nàng ta, Hạ Thiên cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng ta cứ luôn miệng bảo ta giết cả nhà nàng ta hoàn toàn chẳng biết nàng ta là ai cả, cũng chưa từng gặp người nhà của nàng ta. Hoa Ánh Lục suy nghĩ vài giây, sau đó cẩn thận nói, xét theo một ý nghĩa nào đó, nàng ấy nói cũng không sai. Cái chết của nhà nàng ta đích thật có liên quan đến Hạ Thiên. Tô Bối Bối hỏi, vậy nàng ta là ai, có liên quan gì đến Hạ Thiên chứ? Nàng ấy tên Đoạn Tư Dung, cũng được xem là hậu duệ của Địa Tâm thần tộc. Hoa Ánh Lục thở dài, có chút cảm thán, thật ra, ma tộc trong bí cảnh thiên cung, gần vạn năm trước không chỉ phát triển thế lực ở mặt đất, mà còn gây dựng không ít thế lực ở vực sâu dưới bí cảnh thiên cung, thế giới Địa Tâm. Cha mẹ nàng ấy đã đầu nhập ma tộc. Tận sức dụ dỗ Địa Tâm thần tộc trợ giúp ma tộc phá hủy bí cảnh thiên cung, thả thiên sát ma chủ ra. Tuy nhiên, thế giới Địa Tâm hoàn toàn không muốn can thiệp sự vụ trên mặt đất, cũng sợ trêu chọc Phù Diêu tiên tử bất mãn, cho nên trước giờ đều không tham dự vào. Nhưng lúc đó, thế giới Địa Tâm cũng ngại thế lực ma tộc cường đại, cũng không quá can thiệp vào hành vi của bọn họ. Bây giờ thì khác, khôi thủ của ma tộc chết trong cực tiên mộ, bí cảnh thiên cung cũng bị phá hủy. Phù Diêu tiên tử tức tỉnh. Vì sợ Phù Diêu tiên tử giận dỗi thế giới Địa Tâm, các trưởng lão của lục đại thần tộc thế giới Địa Tâm đã giết sạch những người đầu nhập vào ma tộc. Cha mẹ của nàng ta rất có thể đã đưa nàng ta lên mặt đất, cho nên nàng ta mới có thể thoát khỏi được một kiếp. Tô Bối Bối vẫn không hiểu, nhưng điều này có liên quan gì đến Hạ Thiên chứ? Nàng ta muốn báo thù thì nên tìm ma tộc, cùng lắm thì tìm trưởng lão Địa Tâm thần tộc chứ? Cái này, Hoa Ánh Lục xấu hổ mỉm cười, chậm rãi nói, nàng ấy chỉ là một đứa bé, tất nhiên không dám đối kháng trưởng lão lục đại thần tộc. Khôi thủ ma tộc đã chết, tàn nghiệt còn lại cũng không thấy tăm hơi. Đoán chừng, nàng ấy nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đổ món nợ này lên đầu Hạ Thiên. Tô Bối Bối có chút khinh thường nói, ý của nàng ta là, nàng ta muốn chọn quả hồng mềm để bóp, cuối cùng lại chọn nhầm quả cứng nhất. Nói như vậy, thật ra nó cũng không liên quan đến Hạ đoàn trưởng, chỉ là nàng ta không thể bước qua được tâm bệnh của mình. Ngược lại, Bạch Mộ Lan cũng thông cảm cho suy nghĩ đó, tuổi tác nàng ta không lớn, tâm trí không kiện toàn, hẳn đã có người nào đó xúi dục,
tẩy não nàng ta. Chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Tô Bối Bối cảm giác thiếu nữ này có chút nguy hiểm, nhưng nếu giết chết thì quả thật có chút tàn nhẫn, thế là nàng quay sang nhìn Hạ Thiên. Hoa Ánh Lục lên tiếng, chỉ bằng cứ giao nàng ấy cho ta, để ta mang nàng ấy quay về thế giới địa tâm. Vấn đề của cha mẹ nàng ấy không nên liên lụy đến nàng ấy. Ta sẽ sắp xếp cho nàng ấy một cách thỏa đáng. Ta cũng không phải nhà từ thiện, vừa rồi nàng ta cũng đã định giết chết ta đấy. Hạ Thiên nói, nàng ta có huyết hải thâm cừu gì, bị ai lừa, chẳng liên quan đến ta. Người nào muốn giết ta thì phải tiếp nhận hậu quả. Thế nhưng tuổi tác của nàng ấy vẫn còn nhỏ. Hoa Ánh Lục có chút do dự nói, tu vi của ngươi cao như vậy, nàng ấy cũng không giết được ngươi mà. Nàng ta cũng chẳng phải đứa bé. Hạ Thiên hờ hững nói, bởi vì giết không được ta, cho nên ta phải buông tha cho nàng ta sao? Hoa Ánh Lục cũng không biết nên nói cái gì. Cứ giao nàng ta cho ta xử lý đi. Lúc này, một bóng người xinh đẹp bay đến, đứng trước mặt đám người Hạ Thiên. À, vợ y, tại sao nàng lại đến đây? Hạ Thiên nhìn người đến, không khỏi có chút kỳ quái, nàng không phải nói có cảm ngộ gì đó, cần tĩnh tọa một khoảng thời gian sao? Y Tiểu Âm nói, xong rồi, vừa lúc ta tìm chàng có một số việc, cho nên ta đã theo chàng đến đây. Hạ Thiên hỏi, vợ y, nàng tìm ta có chuyện gì không? Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta lên trên đi. Y Tiểu Âm mỉm cười, thuận tay ôm lấy thiếu nữ đang ngất kia đi luôn. Hạ Thiên tất nhiên là đi theo rồi. Tô Bối Bối khẽ cau mày, nhưng rồi cũng đi theo đằng sau. Bạch Mộ Lan cũng không ở lâu, ngược lại Hoa Ánh Lục lại nhìn thi thể của đám sát thủ, tiện tay bắn ra mấy hạt giống, biến thành vài gốc hoa ăn thịt người to lớn, trong nháy mắt đã nuốt sạch thi thể, sau đó thu hồi lại hoa ăn thịt người, lúc này mới chịu rời đi. Đảo Cuồng Hoan, trụ sở huấn luyện ám ảnh đoàn. Y Tiểu Âm chọn lấy một căn phòng yên tĩnh, đặt thiếu nữ đang hôn mê lên giường, vợ y, chẳng lẽ nàng biết người này sao? Hạ Thiên tiến lên, có chút kỳ quái hỏi. Y Tiểu Âm cũng không trả lời, lấy ngân châm ra cắm vào mấy yếu huyệt trên đỉnh đầu thiếu nữ. Vô dụng thôi, nàng ta bị khống chế tinh thần, cũng không phải nguyên nhân cơ thể. Hạ Thiên nói, chàng biết tinh thần của nàng ấy bị khống chế, tại sao chàng lại không cứu nàng ấy chứ? Y Tiểu Âm quay sang nhìn Hạ Thiên, có chút không hiểu hỏi. Hạ Thiên nói, ta cũng không phải cha nàng ta, tại sao ta lại phải cứu nàng ta chứ? Y Tiểu Âm thản nhiên đáp, cứu một mạng người, đối với chàng cũng chỉ là tiện tay, tại sao chàng lại không muốn làm chứ? Bởi vì ta có thể cứu thì nhất định ta phải cứu sao? Hạ Thiên khinh thường nói, không có đạo lý như vậy, mà ta cũng không tin đạo lý như vậy. Ta muốn cứu thì sẽ cứu, ta không muốn cứu thì sẽ không cứu, chẳng có liên quan gì đến chuyện khác cả. Y Tiểu Âm cũng không dây dưa chủ đề đạo đức này, chỉ nói, đó là tác phong của chàng, nhưng ta thì không thể làm giống như chàng được. Cho nên nàng mới cảm thấy mệt mỏi đấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Vợ y, nàng cứ gánh quá nhiều chuyện không phải của mình lên người. Hơn nữa, những người mà nàng cứu cũng sẽ không cảm kích nàng, còn có nhiều người mắng nàng là bày đặt giả làm thánh mẫu nữa. Y Tiểu Âm vẫn dửng dưng, vừa thi châm cho thiếu nữ vừa trả lời Hạ Thiên, ta không quan tâm. Đây cũng là tác phong quen thuộc của ta sẽ không thay đổi. Y tỷ, người nói như vậy hơi bị xạo rồi đấy. Tô Bối Bối bước đến. Nghe Y Tiểu Âm nói như vậy, thuận miệng cười nhạo, năm đó, khi ngươi ở Kinh Thành, không phải cũng thu giá cao mới xem bệnh cho người sao? Cũng không thấy ngươi trực tiếp phổ độ chúng sinh mà. Năm đó, Y Tiểu Âm được xưng là nữ thần y ở Kinh Thành. Cho dù không xem bệnh, muốn hẹn trước ít nhất cũng phải tốn 100-200 vạn. Thu phí sau khi chữa bệnh còn có khả năng đạt đến 1000 vạn. Sở dĩ làm như thế là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lúc đó nàng còn phụ thuộc Âm Y môn, định giá không phải nàng có thể quyết định. Thứ hai, nàng cũng muốn tích lũy một số tiền, sau đó mở Âm Y các khám bệnh miễn phí cho người bình thường. Hơn nữa, khi nàng khám bệnh cho người nghèo, mặc kệ bây giờ hay là trước đây, từ trước đến nay nàng không thu bất kỳ một đồng tiền phí nào. Tô Bối Bối cũng không phải người nghèo, cho nên nàng không hiểu rõ chuyện này, chỉ nhớ chuyện Y Tiểu Âm thu phí rất đắt năm đó mà thôi. Tuy nhiên, Y Tiểu Âm cũng không tranh luận,
nàng cảm thấy làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ bằng chỉ thêm mấy bệnh nhân nữa còn hay hơn. Hạ Thiên ngược lại giải thích thay cho Y Tiểu Âm, bối nha đầu, nàng nói sai rồi. Năm đó, vợ Y chỉ thu phí những kẻ có tiền. Hơn nữa nàng cũng không phải che giấu, chỉ là không muốn giải thích mà thôi. Thật ngại quá, ta nói sai rồi. Tô bối bối chỉ là có chút nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải thật sự cho rằng nhân phẩm của Y Tiểu Âm có vấn đề, ta thu hồi lời nói vừa nãy, xin lỗi ngươi. Y Tiểu Âm không thèm để ý, thật ra ngươi nói cũng không sai. Năm đó, có một số chuyện mà ta làm có thể nói là dối trá. Hạ Thiên nói, vợ Y, đây là chuyện do Âm Y môn bức nàng làm, không liên quan gì đến nàng. Không, có liên quan chứ. Y Tiểu Âm lắc đầu, cho dù có bị ép buộc, nhưng sự việc từ đầu đến cuối đều do ta làm. Ta có thể không làm, nhưng là ta khiếp nhược, nhượng bộ, đích thật đã tạo thành một số hậu quả. Cho nên, từ đó về sau, ta có một suy nghĩ, đó chính là tận lực cứu những người có khả năng còn cứu được. Tô bối bối nghe xong, im lặng không nói. Nàng bội phục quyết định của Y Tiểu Âm, nhưng lại cảm thấy mấy chuyện này làm tốn công mà không có kết quả. Chàng nhìn đi, nàng ấy thật ra có chút giống với ta lúc trước. Y Tiểu Âm nhìn thiếu nữ trên giường. Hạ Thiên nghe xong, không khỏi lắc đầu, tuyệt không giống. Nàng ta không có một phần ngàn xinh đẹp của vợ Y, dáng người cũng một phần vạn không bằng. Trong đầu của ngươi chỉ có thứ này thôi sao? Tô bối bối trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tỷ ấy đang nói đến nội tâm và tao ngộ. Hạ Thiên một lần nữa lắc đầu, vậy thì càng không giống. Chàng cho rằng năm đó vì sao ta gia nhập Âm Y môn chứ? Y Tiểu Âm cười khổ, có chút cảm thán, ta không giống A Cửu. Bọn họ phần lớn là bị ép buộc gia nhập Âm Y môn, còn ta là chủ động gia nhập. Ta chỉ muốn học thật tốt, sau đó báo thù cho cha mẹ của ta. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng nghe Y Tiểu Âm nhắc đến thân thế của mình. Tô bối bối lại càng không biết, có chút do dự hỏi, các người không phải cô nhi được Âm Y môn nhận nuôi dưỡng sao? Cô nhi? Y Tiểu Âm tự giễu, đúng vậy. Nhưng có một số cô nhi là do Âm Y môn tạo ra. Được rồi, những chuyện này đều đã qua. Hiện tại, Âm Y môn cũng đã không còn. Hạ Thiên nói, cho nên, Âm Hậu chết cũng quá tiện nghi cho nàng ta rồi, nên để nàng ta sống không bằng chết mới đúng. Tổ bối bối nhớ lại một chuyện, sau đó hỏi, Âm Hậu thật sự là bị Dạ Ngọc Mị giết chết, đúng không? Đúng. Y Tiểu Âm gật đầu. Hạ Thiên vẫn không hiểu, nói nhiều như vậy. Thế rốt cuộc nó có liên quan gì đến nàng? Trước không nói cho ngươi biết. Y Tiểu Âm há miệng định nói cái gì đó, nhưng lời ra đến miệng liền nuốt trở về, chờ ta giải trừ tâm trí cho nàng ta rồi nói sau. Hạ Thiên nghe xong, cũng không tiếp tục hỏi thêm cái gì nữa. Y Tiểu Âm tập trung thi châm. Nguồn gốc châm pháp của nàng là từ Âm Môn Cửu Châm, nhưng trải qua nàng và Hạ Thiên hợp lực cải tiến, hiệu quả hiện tại xưa đâu bằng nay. Quả nhiên. Mấy phút sau, trên người thiếu nữ bốc lên từng sợi khí tức màu trắng. Nhất là đỉnh đầu, thậm chí còn có tơ máu chảy ra. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải tơ máu, mà nó có hình dạng giống như côn trùng. Là thứ gì vậy? Tô bối bối nhìn vật kia, cảm giác có chút buồn nôn, nhìn đúng là buồn nôn thật. Y Tiểu Âm lấy một tờ giấy bốc vật kia lên, đây chính là huyết lão, là sản phẩm của Âm Huyết Thần Sứ chế tạo ra. Thứ này sẽ bám vào mạch máu con người, sau đó xâm nhập lục phủ ngũ tạng và đại não, trực tiếp khống chế tư tưởng và cơ thể của con người. Đúng là buồn nôn. Tô bối bối ghét nhất là những thứ vừa dài vừa có thể nhúc nhích. Mặc kệ là rắn hay là côn trùng, nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Cho dù những vật đó căn bản không gây thương tổn được cho nàng. Hạ Thiên cười nói, bối nha đầu, nếu không ta đâm nàng một châm. Về sau nàng sẽ không sợ những thứ này nữa. Biến, châm mà ngươi nói nhất định không đứng đắn. Tô bối bối lại trừng mắt với Hạ Thiên, ta không bị ngươi lừa đâu. Hạ Thiên làm ra vẻ vô tội, bối nha đầu, nàng đừng có vu khống. Ta nói là châm kim đứng đắn, tại nàng nghĩ sai rồi. Cho dù là vậy, ta cũng không muốn. Tô bối bối vô thức cho rằng tất cả những lời nói và hành động của Hạ Thiên đều có ý đồ, nếu ta muốn châm kim. Vì sao ta lại không tìm Y Y tỷ, tìm ngươi làm gì?
Hạ Thiên nói, cái này chỉ có châm của ta mới hữu dụng. Châm pháp của vợ y không trị được chứng bệnh đó đâu. Không tin, nàng cứ để cho ta châm một châm là biết. Mặc dù Hạ Thiên nói rất nghiêm túc, giọng điệu cũng đứng đắn, nhưng Tô Bối Bối đã sớm có kinh nghiệm, quả quyết lắc đầu, có quỷ mới tin ngươi. Thiếu nữ trên giường bỗng nhiên rên khẽ, sau đó mở mắt, mờ mịt hỏi, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Tiếp theo, nàng đột nhiên co vào góc giường, các ngươi có phải là người của hội trưởng lão đến bắt ta hay không? Dung Dung, ngươi còn nhận ra ta không? Hoa Ánh Lục bước đến, nhẹ giọng hỏi, ta tên Hoa Ánh Lục. Ngươi là... Đoạn Tư Dung nhìn chằm chằm Hoa Ánh Lục, một lúc lâu mới nhớ ra, ngươi là tỷ tỷ Hoa Thần Gia. Ta nhớ ngươi rồi, mấy năm trước, cha mẹ của ta còn dẫn ta đến chỗ của ngươi làm khách. Hoa Ánh Lục gật đầu, đúng vậy. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên nhớ đến chuyện thương tâm, nhưng cha mẹ của ta đều chết hết rồi, hu hu hu. Ngươi hãy nén bi thương. Hoa Ánh Lục không biết làm sao mà an ủi nàng, cũng không thể nói cha mẹ của nàng chính là gieo gió gặt bão, đành phải hỏi, Dung Dung, ngươi đừng khóc nữa. Ngươi còn nhớ mình làm thế nào rời khỏi thế giới địa tâm không? Rời khỏi thế giới địa tâm. Đoạn Tư Dung cau chặt mày, vẫn còn mê mang, ta làm sao rời đi nhỉ? Vẻ mặt Tô Bối Bối vô cùng nghi hoặc, rời khỏi thế giới địa tâm rất quan trọng sao? Bây giờ không phải nên hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là ai đã tẩy não cho nàng ta? Là ai đã thuê nàng ta đến giết Hạ Thiên à? Tuy nhiên, Tô Bối Bối cũng không lên tiếng hỏi, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh mà nhìn, đúng vậy, làm sao ngươi có thể rời đi được? Hoa Ánh Lục gật đầu, sau đó nói, từ thế giới địa tâm lên mặt đất chỉ có 3 con đường, tất cả đều nằm trong tay hội trưởng lão. Chỉ khi nào được phép, mọi người mới có thể đi qua. Trong bản ghi chép cũng không có ghi chép ngươi đi qua thông đạo đó. Thành ra, ngươi làm thế nào lên được mặt đất? Đoạn Tư Dung cố gắng nhớ lại, nhưng trong lòng cũng không có chút đầu mối nào. Nàng thoáng trầm tư một chút, trong đầu liền oanh một tiếng, miệng mũi tràn ra máu tươi, đau đến mức hét ầm lên, a, ta không nhớ gì cả, đầu ta đau quá. Y Tiểu Âm lập tức dùng ngân châm đâm vào tim thiếu nữ, giúp cho nàng giảm bớt cơn đau. Dung Dung, ngươi nhất định phải nhớ ra. Hoa Ánh Lục ở một bên thúc giục. Ngươi có tình người không thế? Tô Bối Bối bất mãn nhìn Hoa Ánh Lục, không thấy nàng ta đau đến mức như vậy sao? Ngươi còn hỏi tiếp, định bức tử nàng ta à? Hoa Ánh Lục thoáng lấy lại tinh thần, lộ ra biểu hiện áy náy, thật ngại quá, là ta quá vội vàng, chỉ là chuyện này cực kỳ quan trọng. Nếu như không biết được rõ ràng, rất có thể sẽ dẫn phát rối loạn rất lớn, không chỉ thế giới địa tâm, ngay cả mặt đất cũng sẽ bị liên lụy. Tô Bối Bối thật sự không hiểu, nghiêm trọng như vậy sao? Tuyệt đối rất nghiêm trọng, chỉ là bây giờ còn chưa lộ ra mà thôi. Biểu hiện của Hoa Ánh Lục vô cùng ngưng trọng, thấy vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc của Tô Bối Bối, nàng chậm rãi giải thích, thế giới địa tâm và mặt đất thỉnh thoảng sẽ có chút giao tình, cũng có người ra vào hai nơi, nhưng tổng thể mà nói chúng là hai thế giới song hành. Trong tình huống này, sinh vật hai thế giới tiến hóa theo phương hướng tự nhiên, hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả bệnh tật và vi khuẩn cũng khác nhau, nếu có người tùy tiện mở ra thông đạo bí mật với bên ngoài. Tô Bối Bối dường như hiểu ra được điều gì đó, điều này cũng giống như dân phương Tây mang vào các loại virus đúng không? Không sai, Hoa Ánh Lục gật đầu, người ở hai thế giới không giao tiếp với nhau một thời gian dài, virus có thể giết chết mấy trăm triệu người. Nếu virus thế giới địa tâm truyền lên mặt đất hoặc ngược lại, tổn thương tạo thành đúng là không thể đo lường. Nói đến đây, nàng nhấn mạnh, cho nên, chúng ta nhất định phải tìm được thông đạo bí mật này, sau đó phong bế nó lại. Thế ba thông đạo mà ngươi nói chẳng lẽ không mang đến phiền phức gì sao? Tô Bối Bối hỏi. Lúc này, Y Tiểu Âm lên tiếng, ba thông đạo đó tất nhiên có chuyên gia nắm giữ. Mặc kệ ra hay vào đều sẽ được kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Thật ra trên trái đất cũng có người đặc biệt trông coi. Thật hay giả? Tô Bối Bối kinh ngạc không thôi, y tỷ, ý của ngươi là, trên trái đất đã sớm có người biết đến sự tồn tại của thế giới địa tâm, hơn nữa còn có trao đổi với nhau. Đúng vậy, Hoa Ánh Lục có chút ngoài ý muốn nhìn Y Tiểu Âm, hiển nhiên không nghĩ đến nàng lại biết chuyện này, ví dụ như khu 51 nước Mỹ, là bố lạc ở trong nước, thần xã đồng hồ ở đảo quốc chính là thông đạo nối đến thế giới địa tâm. Tô Bối Bối ngạc nhiên hỏi,
khu 51 không phải là căn cứ liên lạc với người ngoài hành tinh sao? Hoa Ánh Lục trào phúng, khi ba thần tướng và võ la thần quân đến, ngươi có nhìn thấy khu 51 ra mặt tiếp đãi không? Đám người võ la thần quân được tính là người ngoài hành tinh sao? Tô Bối Bối rất nhanh nghĩ thông suốt, hình như là vậy. Với tu vi của bọn họ, đừng nói khu 51, đoán chừng ngay cả Nhà Trắng cũng không có tư cách tiếp đãi. Hoa Ánh Lục nói, thật ra, bên kia muốn mượn dùng lực lượng của thế giới địa tâm chinh phục toàn bộ thế giới, sau đó đến không gian bên ngoài. Tuy nhiên, lịch sử nhân văn của bọn họ quá mỏng, có rất nhiều chuyện bọn họ không cách nào lý giải được, chỉ có thể ép buộc hội trưởng lão cung cấp thi thể cho bọn họ nghiên cứu mà thôi. Được rồi, mấy chuyện nhảm nhí này có cái gì hay để nói đâu. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy nhàm chán muốn chết, bất kể thông đạo hay không thông đạo, đám ngu ngốc kia dám gây chuyện, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Hoa Ánh Lục bó tay, không biết nên nói cái gì, chuyện này đích thật rất quan trọng, cần phải điều tra một chút. Y Tiểu Âm ngược lại rất xem trọng, nhưng rất nhanh đã chuyển chủ đề, ký ức của tiểu cô nương này đã bị phá hủy, muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Tuy nhiên, cho dù nàng có thể nhớ ra, đoán chừng cũng không nhiều. Quan trọng nhất chính là phải tìm được người đứng đằng sau, cũng chính là người có tên là Âm Huyết Thần Sứ. Âm Huyết Thần Sứ. Đoạn Tư Dung nghe được cái tên này, lập tức có chút phản ứng, hình như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi. Đúng, là ở. A. Đoạn Tư Dung kinh hô một tiếng, cả người ngã xuống giường, không ngừng run rẩy. Càng kinh khủng hơn chính là, thất khiếu của nàng không ngừng chảy máu. Phong tỏa não vực, Y Tiểu Âm không khỏi thán phục một tiếng, gương mặt xinh đẹp nhiễm một tầng sương lạnh, sử dụng thủ đoạn bá đạo với một đứa bé như vậy, đúng là không còn nhân tính chút nào. Tô Bối Bối lo lắng hỏi thăm, Y tỷ, nàng ấy sao rồi? Ánh mắt Y Tiểu Âm tràn ngập sự phẫn nộ, lạnh lùng nói, có người đã tiến hành phong tỏa não vực của nàng ấy. Chỉ cần nàng ấy vừa nhớ đến một số chuyện, nàng ấy sẽ rơi vào giấc ngủ say vĩnh viễn, biến thành người thực vật. Nhưng thống khổ mà nàng phải chịu đựng lại không giảm bớt. Quá tàn nhẫn rồi, Tô Bối Bối nhịn không được liền mắng, là ai làm? Đúng là một chút nhân tính cũng không còn. Ai thuê nàng ta thì chính là người đó làm, Hạ Thiên thuận miệng nói. Sắc mặt Hoa Ánh Lục tái nhợt, lẩm bẩm, Âm Huyết Thần Sứ không khỏi quá ác độc đi. Chàng mau hỗ trợ, ta không có lòng tin quá nhiều. Y Tiểu Âm lại châm thêm mấy châm, bỗng nhiên dừng lại. Quay sang nhìn Hạ Thiên xin giúp đỡ, ta sợ sẽ phá hỏng não của nàng ấy, chàng có thể cứu nàng ấy không? Hạ Thiên hoàn toàn không có ấn tượng tốt với thiếu nữ, cứu hay không cứu chỉ nằm trong một suy nghĩ. Chỉ là bây giờ Y Tiểu Âm lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Cứu nàng ta cũng được, nhưng vợ Y, nàng phải đồng ý với ta một việc. Y Tiểu Âm cũng không do dự, chàng cứu người trước đi, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý. Vợ Y, đây là nàng nói đấy nhé, không cho phép đổi ý. Hạ Thiên nghe xong, ánh mắt sáng lên, cười nói. Y Tiểu Âm nói, ta chưa từng đổi ý. Vậy thì được, Hạ Thiên gật đầu, giữ ngón tay sáng lên ngân châm, đâm vào đỉnh đầu Đoạn Tư Dung, sau đó thu châm, được rồi. Vậy là xong sao, Tô Bối Bối sửng sốt, mặc dù trước kia nàng đã nhiều lần chứng kiến Hạ Thiên dùng châm, nhưng lần nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy có chút qua loa. Hạ Thiên nhếch miệng, bối nha đầu, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, không có bệnh gì là ta trị không được. Ta chữa bệnh không cần phải tốn nhiều thời gian và tinh lực. Có thể trị thì trị, không thể trị thì không trị. Tô Bối Bối nhìn biểu hiện hống hách của Hạ Thiên, có chút khó chịu, nhìn ngươi thổi ra châu kìa. A, Đoạn Tư Dung mở mắt, bỗng dưng phát hiện đầu của mình không còn đau nữa, hình như ta đã tốt hơn rồi, cũng không còn chuyện gì. Chẳng những không đau mà còn tỉnh táo hơn so với trước. Những gì không thể nhớ được cũng đã nhớ ra rồi. Hạ Thiên ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi. Ta là thần y mà, chữa bệnh phải chữa triệt để chứ. Cảm ơn ngươi, Đoạn Tư Dung lấy lại tinh thần, lập tức nói lời cảm ơn. Hạ Thiên cũng không tiếp nhận, là vợ y nhờ ta cứu ngươi. Theo tính cách của ta, người dám ra tay với ta, ta sẽ xử lý ngay chứ đừng nói cứu mạng. Thật xin lỗi, Đoạn Tư Dung đương nhiên cũng nhớ đến quyển trước đó nàng ta cùng với người khác đối phó Hạ Thiên. Bây giờ đã tỉnh, nàng lập tức quỳ xuống dập đầu với hắn, chuyện lúc trước là ta sai.
mặc dù ta bị người khác che giấu, nhưng xác thực cũng đã tạo thành tổn thương cho ngươi. Bây giờ, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Nếu ngươi không nhận, ngươi cứ lấy mạng ta để hoàn lại. Ngươi đừng có ăn nói lung tung. Hạ Thiên khó chịu nói, đám ngớ ngẩn các ngươi không có khả năng tạo thành một chút tổn thương cho ta. Y Tiểu Âm trấn an, ngươi cũng là bị ép buộc mà thôi, việc này cũng không thể trách ngươi được. Bây giờ, ngươi chỉ cần nói ra chuyện mình biết, chỉ có bắt giữ người đứng đằng sau, ngươi mới có thể được giải thoát. Đoạn Tư Dung nghiêm túc trả lời, ta nhất định sẽ nói ra những gì mà ta biết, không cầu chuộc tội, chỉ cầu có thể yên tâm trước khi chết mà thôi. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết đâu. Y Tiểu Âm nói, Hạ Thiên không phải là người tâm ngoan thủ lạt. Hắn chỉ có chút khó chịu mà thôi. Lúc này, Hoa Ánh Lục lại nhìn không được mà hỏi Đoạn Tư Dung, Dung Dung, ngươi còn nhớ là ai đã mang ngươi lên mặt đất không? Là đi từ chỗ nào? Đoạn Tư Dung nhìn Hoa Ánh Lục, sau đó nhớ lại, người mang ta lên chính là Âm Huyết Thần Sứ. Hắn ta không lộ mặt thật của mình, lúc nào cũng mặc áo bào màu đỏ che mặt. Tuy nhiên, ta có thể ngửi được mùi trên người hắn ta. Có thể hắn ta sẽ tận lực che đậy, nhưng ta trời sinh mẫn cảm với mùi, vẫn có thể ngửi ra, hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc. Là mùi gì? Hoa Ánh Lục hỏi tiếp. Đoạn Tư Dung do dự vài giây, sau đó lắc đầu, một loại mùi mà trước giờ ta chưa từng ngửi qua, hình dung không được. Chỉ khi nào ngửi lại được lần nữa, ta mới có thể nói ra được. Vậy các ngươi ra từ đâu? Hoa Ánh Lục hỏi, là từ một động quật. Đoạn Tư Dung cẩn thận tìm từ, là một động quật rất kỳ quái, trên vách tường tràn ngập các hố to nhỏ, trong hố có rất nhiều hài nhi, nhìn qua rất giống tượng điêu khắc, ít nhất cũng có đến mấy ngàn cái. Tổ Bối Bối suy nghĩ một chút, sau đó nói, có phải là Phật quật hay không? Bình thường sẽ cất giữ không ít tượng Phật điêu khắc lớn nhỏ. Cũng có thể, Y Tiểu Âm gật đầu, tuy nhiên, tượng hài nhi để đó là có ý gì? Đoạn Tư Dung đáp, có thể là hài nhi, hoặc cũng có thể là người lùn hoặc cái gì khác, lúc thì có cảm giác tượng thần, có đôi khi lại cảm thấy giống như là. Giống như cái gì? Tô Bối Bối hỏi. Trong ánh mắt Đoạn Tư Dung hiện lên sự sợ hãi khó mà hình dung, có chút giống thi thể. Y Tiểu Âm sửng sốt, hơn phân nửa là một ngôi chùa tà. Thế hang động đó ở đâu? Hoa Ánh Lục hỏi, Đoạn Tư Dung lắc đầu, lộ ra vẻ khó xử, cái này ta cũng không biết nữa. Sau khi tiến vào hang động kia chưa được bao lâu, ta đã ngất đi. Chờ đến khi ta tỉnh lại, ta đang ở trên một con thuyền, cũng là lúc quen biết với đám sát thủ kia. Về sau, ta vẫn mơ mơ hồ hồ, không biết chuyện gì xảy ra nữa, cho đến khi tỉnh lại ở đây. Hoa Ánh Lục vẫn tiếp tục thúc giục, Dung Dung, người hãy cố nhớ lại xem còn gì khác nữa không. Đoạn Tư Dung cau mày, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi lại lắc đầu, không. Trước đó nữa chính là chuyện của cha mẹ ta bị hội trưởng lão bắt đi mà thôi. Những thứ này hẳn là toàn bộ ký ức của nàng ấy trong khoảng thời gian gần đây. Y Tiểu Âm kiểm tra trạng thái của thiếu nữ, có hỏi, nàng ấy cũng không thể nói ra những thứ gì khác đâu. Hoa Ánh Lục vẫn có chút không cam lòng, liền quay sang nói với Hạ Thiên, người có cách nào giúp nàng ấy nhớ thêm nhiều chuyện hơn nữa không? Hạ Thiên nói, con người chỉ có thể nhớ kỹ những gì mình nghe thấy, nhìn thấy. Trong khoảng thời gian nàng ta hôn mê, nàng ta hoàn toàn không thể ghi nhớ, làm sao mà nhớ lại được. Hoa Ánh Lục ngược lại có chút lo lắng, rất muốn tìm được hang động kia, không được, nhất định phải tìm cho ra nơi đó. Nếu không, một khi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Không đầu không đuôi, làm sao mà tìm? Tô Bối Bối suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không có đầu mối gì cả, ngoại trừ biết nó là một hang động, còn có tượng thần giống hài nhi. Giống người lùn thì không còn tin tức nào khác. Hoa Ánh Lục nghe Tô Bối Bối nói, cảm thấy hy vọng thật xa vời, chỉ có thể thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thế giới địa tâm và mặt đất sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đại chiến. Từ đó làm lợi cho những người kia. Thật ra, muốn tìm được chỗ chết tiệt đó cũng chẳng phải việc gì khó. Hạ Thiên tùy ý nói. Mắt Hoa Ánh Lục sáng lên, hạ thần y. Ta biết ngươi nhất định có cách mà. Hắn có cách gì chứ, nhất định là đi hỏi bé ngoan. Tô Bối Bối bĩu môi nói. Hạ Thiên cũng cảm thấy đây không phải là chuyện mất mặt gì, lơ đễnh đáp lại, chuyện chuyên nghiệp đương nhiên phải tìm người chuyên nghiệp để làm. Hơn nữa,
bé ngoan sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ta. Tìm nữ nhân của mình nhờ giúp đỡ có gì mà không đúng chứ? Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng, giễu cợt, không có gì là không đúng, chỉ là ta cảm thấy người nào đó luôn miệng nói rằng không có gì hắn làm không được. Kết quả vẫn có việc nhờ nữ nhân trợ giúp. Bối nha đầu, nàng đang ăn dấm à? Hạ Thiên cười hỏi. Sắc mặt Tô Bối Bối hơi đỏ lên, quả quyết phủ nhận, ăn dấm cái đầu ngươi đấy. Chuyện có ăn dấm hay không, mọi người từ từ thảo luận sau. Hoa Ánh Lục có chút không kềm chế được, việc cấp bách bây giờ là tìm được thông đạo đó, kịp thời phong bế, đừng để tình thế mở rộng thêm. Hạ Thiên nói, tại sao lại phải tìm cái nơi rách nát đó, cứ xử lý tên âm huyết thần sứ đó không phải được rồi sao? Nếu không bịt thông đạo đó lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Hoa Ánh Lục có chút không hiểu vì sao Hạ Thiên không nhận biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là bịt thông đạo đó lại. Y Tiểu Âm gật đầu tán đồng, thông đạo đó xác thực cần kịp thời bịt lại, tránh gây tai họa cho người bình thường. Vậy thì đi tìm chứ sao? Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, ban đầu muốn gửi tin nhắn, nhưng nghĩ lại, hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp gọi luôn cho bé Ngoan. Bé Ngoan cúp điện thoại. Hạ Thiên lại gọi. Lại cúp máy. Hạ Thiên lại gọi. Lại cúp máy. Tô Bối Bối nhìn thấy, cũng không nhìn nổi nữa. Trước kia nàng cũng bị cái tên lưu manh trước mặt quấy rối như thế. Cứ như vậy lặp lại mấy chục lần, bé Ngoan đành phải nhận. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói của bé Ngoan vang lên, bất mãn nói, có chuyện gì thì ngươi gửi tin nhắn cho ta là được rồi, không nhất thiết phải gọi điện thoại như thế. Hạ Thiên nghe âm thanh này liền biết là bé Ngoan số 1, đương nhiên là nhớ ngươi rồi, cho nên mới muốn nghe giọng của ngươi cho đỡ nhớ. Quẹ! Bé Ngoan phát ra âm thanh nôn mửa, đừng nói mấy chuyện buồn nôn nữa, nói thẳng đi, có chuyện gì? Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Hạ Thiên cũng không lòng vòng, thuật lại những gì mà Đoạn Tư Dung đã nói, ngươi có thể tìm được không? Bé Ngoan yên lặng 2-3 giây, sau đó trả lời, tin tức quan trọng hơi ít, nhưng cứ chờ ta mấy phút. Được, Hạ Thiên đáp, không cần gấp, chúng ta có thể trò chuyện thêm một. Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp. Hạ Thiên có chút bất mãn nói, bé Ngoan này đúng là không lịch sự gì hết, lại cúp điện thoại của ta. Nói xong, hắn đang định gọi lại lần nữa. Được rồi, quấy rối người ta một lần là được, còn định quấy rối người ta hoài sao? Tô Bối Bối liếc mắt, người ta cúp điện thoại chính là không muốn ngươi làm phiền. Hạ Thiên quả quyết lắc đầu, không thể nào, nàng ấy nhất định là ngại. Ngươi đúng là, Tô Bối Bối bó tay, da mặt của ngươi dày đến mức vô địch thiên hạ, không hề biết xấu hổ là gì. Hạ Thiên kỳ quái hỏi, gọi điện thoại cho vợ tương lai của mình. Tại sao lại phải xấu hổ chứ? Được rồi, ngươi lợi hại. Tô Bối Bối lập tức không còn lời nào để nói. Hoa Ánh Lục cũng xem như mở rộng tầm mắt. Trước kia, nàng chỉ biết Hạ Thiên nhiều nữ nhân, nhưng cũng không biết rốt cuộc Hạ Thiên có mị lực gì. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa là quấn chặt lấy. Dù sao, tục ngữ có nói hảo nữ sợ triền lang. Tiếp theo, nàng có một suy nghĩ trong đầu. Hạ Thiên sẽ không âm thầm đánh chủ ý vào nàng chứ? Hắn không phải kiểu người mà nàng thích, nhưng hắn xác thực là một tu tiên giả vô cùng cường hãn. Nếu hắn quấn chặt lấy nàng, nàng đúng là không ngăn hắn được. Nếu hắn có thể giúp hoa thần tộc của nàng trọng trấn vinh quang ngày xưa, nàng có hy sinh bản thân mình cũng không sao. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hoa Ánh Lục nhìn Hạ Thiên không khỏi có chút khác trước. Hạ Thiên tất nhiên không biết Hoa Ánh Lục bỗng nhiên có suy nghĩ đó về hắn. Hắn thật sự không có một chút hứng thú đối với nàng. Ông! Một lát sau, điện thoại di động kêu lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, đúng là tin nhắn do bé Ngoan gửi đến. Hoa Ánh Lục và Tô Bối Bối lập tức nghiêng đầu sang, mặt gần như dán sát mặt Hạ Thiên. Ngươi đừng áp sát ta quá! Hạ Thiên bất mãn chừng Hoa Ánh Lục. Hoa Ánh Lục khó hiểu hỏi. Nàng ấy không phải cũng dán rất sát sao? Nàng ấy là vợ tương lai của ta, còn ngươi thì không phải. Hạ Thiên nhếch miệng, chúng ta đã không có quan hệ gì, ngươi nên giữ khoảng cách mới đúng. Tô Bối Bối trừng mắt nhìn Hạ Thiên, được rồi, xem bé Ngoan gửi cái gì trước rồi hãy nói. Cũng chẳng có gì, Hạ Thiên thuận miệng đáp, chỉ là gửi 3 địa điểm mà thôi.
Tô Bối Bối nhìn màn hình điện thoại di động, chậm rãi nói, địa điểm thứ nhất là tàng cốt động ở quận 14 Hoa Đô, nước Cao Lư. Thứ hai là Thiên Phật Động ở Đôn Hoàng. Thứ ba là Quỷ Anh Miếu nước Xiêm La. Y Tiểu Âm lên tiếng, ta đã từng đi qua hai nơi đầu tiên, hẳn không phải. Nơi thứ nhất là một mỏ đá vôi dưới lòng đất, được tạo ra từ khoảng hơn 200 năm trước. Để tránh ôn dịch lan truyền, tất cả mộ huyệt thi cốt công cộng đều được rời đến chỗ này. Thiên Phật Động thì không cần phải nói, chỉ là một hang đá bên trong Đôn Hoàng, tất cả tượng Phật đều được khắc vào vách núi treo leo bờ tây sông Lòng Chảo. Hạ Thiên tất nhiên tin tưởng 100% phán đoán của Y Tiểu Âm. Hắn nói, vậy thì rất có thể thông đạo gì đó nằm ở Quỷ Anh Miếu. Hình như ta đã nghe qua ngôi miếu này ở đâu đó rồi. Lông mày Tô Bối Bối cau lại, nhớ lại một chút, sau đó nói, ta nghe được từ trong một bộ phim, nghe nói là làm lại từ một sự kiện có thật, trong tự viện còn có hơn 2000 thi thể hài nhi. Thật đáng sợ, Hoa Ánh Lục ngỡ ngàng. Sắc mặt Đoạn Tư Dung lại càng trắng bệch, hiển nhiên là đã nhớ lại một số chi tiết, tuy nhiên, những bức tượng đó lại không giống thi thể. Hạ Thiên đơn giản hơn, có phải hay không, chúng ta đến đó xem qua chẳng phải sẽ biết sao. Được, bây giờ ta sẽ đặt vé máy bay. Tô Bối Bối gật đầu nói. Đặt vé máy bay gì chứ, cứ chạy thẳng đến đó không được à? Hạ Thiên khó hiểu hỏi, bối nha đầu, chẳng lẽ nàng đến đây cũng là đặt vé máy bay sao? Cái này không giống, Tô Bối Bối bất mãn nói, ta là người có thân phận. Đến đây thì có thể tùy tiện nhưng mấy chuyện nhập cảnh phải đi bằng đường chính quy. Hạ Thiên mỉm cười, nói với Tô Bối Bối, vậy nàng cũng giúp ta đặt một vé đi. Ngươi còn cần đi máy bay sao? Tô Bối Bối có chút cảnh giác nhìn Hạ Thiên, ngươi có chủ ý gì? Hạ Thiên mỉm cười đáp, chẳng có chủ ý gì cả, chỉ muốn ngồi mà thôi. Ngươi cứ tự nhiên, Tô Bối Bối cũng không từ chối, quay sang hỏi Hoa Ánh Lục, ngươi thì sao? Hoa Ánh Lục lắc đầu, không cần tính ta tự có cách qua đó. Được, vậy mặc kệ ngươi, Tô Bối Bối gật đầu. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, vợ y, nàng không đi sao? Ta không đi được, Y Tiểu Âm xoa đầu Đoạn Tư Dung, Âm Huyết Thần Sứ nói không chừng sẽ phái người đến giết người diệt khẩu. Ta dự định mang nàng ấy đến Giang Hải. Hạ Thiên hỏi, vợ y, vừa nãy nàng nói có chuyện cần nói với ta, là chuyện gì thế? Chờ chàng về rồi hãy nói sau, Y Tiểu Âm đáp. Hạ Thiên cũng không hỏi nữa. Mười mấy phút sau, Hạ Thiên và Tô Bối Bối xuất hiện ở sân bay, đáp chuyến bay đến Xiêm La. Lần này ta dự định đến Pattaya nghỉ mát, Tô Bối Bối ngồi ở khoang hạng nhất, nói với Hạ Thiên, việc điều tra chùa miếu gì đó, người tự đi là được. Hạ Thiên lười biếng nói, bối nha đầu, nàng dự định không đi. Đương nhiên không đi rồi, Tô Bối Bối bất mãn nói, ta chỉ là mượn cớ đi chơi mà thôi. Cái gì thông đạo, cái gì thế giới địa tâm, cái gì thế giới bị hủy diệt, tất cả có liên quan gì đến ta, tự ngươi lo liệu đi. Hạ Thiên nhếch miệng, tại sao ta lại phải lo liệu? Nếu ngươi không quan tâm, vậy ngươi đến đây làm gì? Tô Bối Bối hỏi ngược lại. Hạ Thiên mỉm cười đáp, ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với chùa miếu rách nát đó, ta cũng chỉ đến chơi mà thôi. Hai người bọn họ nói chuyện đã khiến cho một người ngồi bên cạnh bất mãn. Ông ta trợn mắt, lớn tiếng quát, hai vị bất kính với chùa miếu như thế, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Ngươi là ai? Hạ Thiên khó chịu nhìn người chen vào, ta đang nói chuyện với bối nha đầu, ngươi chen miệng vào làm gì? Hừ, các ngươi nói chuyện phiếm liên quan gì đến ta? Người này nhìn qua khoảng 40 tuổi, trên đầu không có một cọng tóc, mặc một bộ đường trang màu trắng, cổ đeo một sợi dây xích màu vàng, bên dưới là mặt Phật bài thuần kim, tay vân ve Phật châu, nhìn qua rất giống mấy phú thương thành công. Ta là người tu Phật, bình sinh gặp chùa tất nhập, gặp Phật tất bái, khó nghe nhất chính là những người bất kính đối với Phật tự. Hạ Thiên nhìn những người này, cười nhạo, người gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa cái gì cũng làm, tin Phật cái dám. Tiểu tử, người nói cái gì? Phú thương đầu chọc siết chặt Phật châu trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, ta nói chính là sự thật. Phú thương đầu chọc hơi nheo mắt, sát cơ lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất. Tiểu tử, người tốt nhất nên hiểu cho rõ ràng ngươi đang nói cái gì.
Tô Bối Bối hơi có chút tức giận nhưng vẫn giữ phép lịch sự căn bản, giọng nói bình thản, chùa miếu mà chúng ta nói đến là một ngôi chùa tà, chẳng liên quan gì đến chùa miếu mà ngươi lễ kính. Hừ, người càng nói lại càng thêm làm càn. Người kia nghe xong càng thêm tức giận, hét lớn, cái gì gọi là chùa tà? Chùa miếu thì chính là chùa miếu, nào có chính có tà. Các ngươi rõ ràng có thành kiến đối với chùa miếu, là sự sỉ nhục cực lớn đối với những người tin Phật như chúng ta. Khi chúng ta nói chuyện trời đất, giọng nói rất nhỏ, trừ phi ngươi tận lực nghe lén, bằng không ngươi hoàn toàn không nghe được. Tô Bối Bối cũng không phải là người dễ khi dễ. Nàng trực tiếp đối lại, ngươi là to ở đây mới là không có tu dưỡng, mới khiến người tin Phật cảm thấy mất mặt đấy. Đánh giám. Người kia giận tím mặt, bóp nát Phật châu trong tay, chỉ vào Tô Bối Bối mà mắng, ngươi có biết ta là ai hay không? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có tin ta? Lời còn chưa nói hết, tiếp viên hàng không cùng với bảo an đến hỏi chuyện gì xảy ra. Người kia cáo trạng trước, hai người bọn họ cãi nhau ở đây, phỉ báng chùa chiền, ta yêu cầu các ngươi lập tức đuổi bọn họ xuống máy bay. Bảo an hàng không tất nhiên không tin lời nói của một bên. Sau khi tìm hiểu chuyện gì xảy ra, hắn ta trịnh trọng nói với Phú Thương đầu chọc, Trung tiên sinh, thật ngại quá, trải qua tìm hiểu của chúng ta, Hạ tiên sinh và Tô Tiểu Thư cũng không có hành động bất thường, ngược lại ngài mới là người kích động, ảnh hưởng đến những vị khách khác. Hy vọng ngài đừng làm loạn, nếu không, chúng ta sẽ mời ngài xuống máy bay. Ngươi nói cái gì? Phú Thương đầu chọc lại càng giận hơn, há miệng định hét vào mặt bảo an hàng không, nhưng rất nhanh đã bị nữ nhân váy đỏ một bên kéo lại. Nữ nhân bên cạnh khoảng hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn, mỉm cười rạng rỡ, thật ngại quá, hôm nay tâm trạng của tiên sinh không được tốt, mạo phạm hai vị, là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi. Nói xong, nàng ta trịnh trọng cúi đầu với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, ta thay mặt chồng của mình xin lỗi, mong hai người bỏ qua cho. Biểu hiện của Phú Thương đầu chọc không đổi nhưng dưới sự ra hiệu của nữ nhân váy đỏ, ông ta cũng nhận sai với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, thật xin lỗi, vừa rồi là ta quá xúc động, hai người bỏ qua cho ta. Hạ tiên sinh, Tô Tiểu Thư, hai người có ý kiến gì thì cứ nói ra. Bảo an hàng không nhìn Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện, tất nhiên hy vọng hai người nhường một bước. Người bảo cái tên ngốc kia xuống đi. Hạ Thiên cũng không muốn nhượng bộ, bằng không, ta sẽ ném ông ta xuống. Phú Thương đầu chọc một lần nữa nổi giận, nắm đấm trong nháy mắt siết chặt, quát lớn, mẹ nó, tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho đến bây giờ Trung Mỗ ta còn chưa chịu qua sỉ nhục như thế. Ngươi có tin một câu của ta sẽ khiến các ngươi sống. Im ngay, nữ nhân váy đỏ cắt ngang lời nói của Phú Thương đầu chọc, ngươi xuống máy bay đi. Ngươi nói cái gì? Phú Thương đầu chọc mở to mắt, không thể tin được, ngươi bảo ta. Ta bảo ngươi xuống máy bay, ngươi nghe không hiểu sao? Nữ nhân váy đỏ thản nhiên đáp lại. Phú Thương đầu chọc há miệng định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không nói một lời bước xuống máy bay. Hai vị, lần này hai vị hài lòng rồi chứ? Nữ nhân váy đỏ cười ha hả nhìn Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Những người khác cũng đều nhìn lại. Nếu Hạ Thiên và Tô Bối Bối còn không bỏ qua, hai người đúng là có chút không buông tha người. Tô Bối Bối nói, được rồi. Đám bảo an hàng không thở phào một hơi, thoáng trấn an những người khác hai ba câu rồi rời đi. Tô Tổng, chúng ta chính là không đánh nhau thì không quen biết. Nữ nhân váy đỏ mỉm cười gật đầu với Tô Bối Bối, hy vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau uống một ly cà phê. Ta vẫn luôn muốn đến Giang Hải gặp ngươi đấy. Tô Bối Bối ngạc nhiên hỏi, ngươi biết ta sao? Đương nhiên là biết, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thần Y, doanh nhân trẻ xuất sắc, ai mà không biết chứ? Giọng nói của nữ nhân váy đỏ hoàn toàn không hề có ý trào phúng, thậm chí còn có chút hâm mộ, Tập đoàn Thần Y chính là con quái vật khổng lồ nổi tiếng thế giới. Nếu có thể, ta rất muốn kết giao bằng hữu với các ngươi. Nhưng ta hoàn toàn không biết ngươi, đây không phải đạo kết giao bằng hữu. Tô Bối Bối lòng mang cảnh giác, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười chức nghiệp. Ta là Kim Hương Nguyệt, kinh doanh nước hoa. Nữ nhân váy đỏ mỉm cười thân thiện, quyền lợi ít ỏi, không cách nào so sánh với Tập đoàn Thần Y ngày kiếm đấu vàng được. Trong đầu Tô Bối Bối lập tức hiện lên tin tức của người này,
thì ra là Tường Vi phu nhân nổi tiếng lừng lẫy của nước Xiêm La. Kinh doanh nước hoa của ngươi cũng thuộc dạng không tầm thường. Ta nghe nói, nếu không phải ngươi từ chối, chỉ sợ bảng danh sách người giàu nhất châu Á sẽ có tên của ngươi. Nói đùa, nữ nhân váy đỏ nhẹ nhàng lắc đầu, lần này xem như không đánh nhau không quen biết. Chờ ngươi đến nước Xiêm La, sẽ do ta làm chủ, nhất định sẽ chiêu đãi hai vị xem như bồi thường lần này, như thế nào? Tổ bối bối tất nhiên là từ chối, chuyện cũng đã chấm dứt rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, cũng không cần phải bồi thường. Nói ra ta thật sự có lỗi. Vừa rồi Hạ tiên sinh nói chuyện, ta cũng đã nghe thấy. Nữ nhân váy đỏ nói, hai vị giống như đang tìm chùa miếu gì đó phải không? Khác thì ta không dám tự cao, nhưng đối với chùa miếu, toàn bộ Xiêm La hẳn không có ai quen thuộc hơn so với ta. Bất luận là chùa miếu rộng lớn hay là đền thờ nhỏ bé, ta đều thuộc như lòng bàn tay. Nói không chừng có thể giúp được các ngươi. Lời này ngược lại khiến cho Tô Bối Bối cảm thấy hứng thú. Nàng nhìn Hạ Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù bé ngoan không gì không làm được trên mạng, nhưng chỉ có thể chạm đến những khu vực có internet mà thôi. Hơn nữa, cái gọi là quỷ anh miếu lại nằm ở nơi vắng vẻ, ít người đến, người biết cũng không nhiều. Trước khi Tô Bối Bối lên máy bay, nàng còn cố ý tìm kiếm trên mạng bộ phim mà nàng đã xem qua, kết quả phát hiện chúng không giống nhau. Chùa miếu bên trong bộ phim chỉ là sự kiện xác chết trẻ em gần đây mà thôi, còn cái mà Đoạn Tư Dung nói hiển nhiên nghiêng về yếu tố tượng trẻ em hoặc người lùn. Hạ Thiên tất nhiên không quan trọng chuyện này, nếu nàng ta muốn giúp đỡ thì cứ để nàng ta giúp. Được, Tô Bối Bối gật đầu, sau đó nói với nữ nhân váy đỏ, vậy xin nhờ Kim phu nhân rồi. Nữ nhân váy đỏ không khỏi cao hứng, nói với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, có thể quen biết với hai vị, đúng là phúc khí của Kim Hương Nguyệt ta. Vừa lúc ta có chuyện muốn nhờ hai vị giúp một chút. Cái này xem như hai tướng triệt tiêu, chúng ta không nợ ân tình của nhau. Như vậy thì tốt nhất, Tô Bối Bối cũng không thích nợ ân tình của người khác, nhất là ân tình của người mới quen. Ở trên máy bay, ba người cũng chỉ nói sơ qua, cũng không kể rõ chi tiết. Chờ xuống máy bay sẽ từ từ nói rõ cũng không muộn. Sau 4 tiếng máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế của thủ đô. Dưới sự sắp xếp của nữ nhân váy đỏ, Hạ Thiên và Tô Bối Bối ngồi một chiếc Lincoln đến một tòa trang viên cực kỳ khí phái. Đây là một trang viên mang phong cách châu Âu, có diện tích ít nhất 10.000 mét vuông, chẳng khác nào một tòa lâu đài, khí phái phi phàm. Nơi này chính là chỗ ở sơ sài của ta, nếu có gì sơ suất, mong hai vị bỏ qua cho. Nữ nhân váy đỏ dẫn hai người bước vào cửa chính trang viên, vừa cười vừa nói. Tô Bối Bối nói, nếu đây được tính là chỗ ở sơ sài, những căn nhà khác chắc là chuồng heo rồi. Tô tiểu thư thật biết nói đùa. Ánh mắt nữ nhân váy đỏ hiện lên sự đắc ý, với thân gia của Hạ tiên sinh và Tô tiểu thư, đoán chừng mua 10 cái, 8 cái nhà như thế này cũng chỉ là chuyện bình thường. Tô Bối Bối lắc đầu, liếc qua Hạ Thiên, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, cũng chỉ là người làm công, hắn thì có đấy. Hạ Thiên nhếch miệng, bối nha đầu, nếu nàng thích, nàng có thể mua bất cứ lúc nào. Được rồi, ta ở nhà của ta thoải mái hơn. Tô Bối Bối lắc đầu, nhà rộng, đi vệ sinh cũng phải quẹo mấy vòng, phiền phức lắm. Nữ nhân váy đỏ chỉ cười khẽ hai tiếng. Trên đường đi, có không ít người làm hành lễ với ba người bọn họ. Nữ nhân váy đỏ cũng rất tùy ý ra lệnh cho bọn họ, có người chuẩn bị bữa tối, có người xử lý việc vặt, hết thảy đều nước chảy mây trôi, hiển nhiên hai bên đã cực kỳ ăn ý. Chuẩn bị tiệc tối còn cần chút thời gian, chúng ta đến thư phòng nói chuyện, như thế nào? Nữ nhân váy đỏ rất nhanh đuổi quản gia và người hầu đi, mỉm cười nói với Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Chủ sao khách vậy? Tô Bối Bối đáp. Ba người cùng bước đến thư phòng. Nơi này ngược lại khá đơn giản, không vàng son lộng lẫy như bên ngoài. Nữ nhân váy đỏ thuần thục pha trà, mời ngồi, hai vị uống trà gì? Tùy ý thôi, ta không biết chọn, cũng chẳng có thưởng thức đặc biệt gì về trà. Tô Bối Bối đáp. Được, nữ nhân váy đỏ quay sang nhìn Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, người thì sao? Hạ Thiên nói, ta lại càng không có vấn đề. Uống trà hay uống nước đối với ta đều như nhau. Hai vị không cần câu nệ. Nữ nhân váy đỏ cười khẽ, cho rằng Hạ Thiên và Tô Bối Bối đang căng thẳng, vậy ta sẽ pha một bình ngân câu nổi tiếng nhất gần đây,
nghe nói là do Nhiếp gia trấn ở Hoàng Sơn sản xuất, có linh vận, uống vào rất ngọt, dư vị vô tận. Hạ Thiên gật đầu, đương nhiên rồi. Nữ nhân váy đỏ rất nhanh pha trà xong, đổ bỏ hai nước đầu, đến nước thứ ba mới rót cho Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Đây chính là cực phẩm, ta đã sai người bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được một bánh nhỏ. Nữ nhân váy đỏ ung dung nhấp một ngụm trà. Tô Bối Bối biết ngân câu Hoàng Sơn là do nhà Nhiếp Tiểu Lý sản xuất, nhưng trước giờ nàng chưa từng thử qua, không khỏi cảm thấy hứng thú. Khi nàng đang định uống, bỗng nhiên một cái tay đưa đến chặn lại tách trà của nàng, bối nha đầu, đừng uống. Hạ Thiên nói, trong trà có độc. Hạ tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Kim Hương Nguyệt nghe xong, trong lòng sinh ra bất mãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, trong mắt của ngươi, chẳng lẽ ta là loại người hèn hạ bẩn thỉu sao? Nếu ta muốn giết các ngươi, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn xuống độc này mà đã sớm quang minh chính đại xuống tay rồi. Tô Bối Bối cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nghĩ không ra động cơ hạ độc của đối phương. Nếu nói bởi vì chuyện xung đột trên máy bay vừa nãy, nàng ta hoàn toàn không cần thiết phải đi một vòng tròn lớn dẫn người đến nhà của mình rồi hạ độc. Đúng là có chút không hợp với lẽ thường. Ta không nói ngươi hạ độc. Hạ Thiên nói, ta chỉ nói trong trà có độc, ngươi kích động cái gì chứ? Kim Hương Nguyệt có chút không hiểu Hạ Thiên nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Tô Bối Bối biết rõ bản lĩnh của Hạ Thiên, nếu hắn đã khẩn trương như vậy, điều này nói rõ khả năng có độc trong trà là rất lớn. Nàng cười hỏi, uống hết trà này ta sẽ chết sao? Bối nha đầu, chỉ cần có ta ở đây, mặc kệ nàng uống bất cứ thứ gì có độc cũng sẽ không có việc gì. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, chỉ là thứ đổ bên trong trà này quả thật quá buồn nôn, ta không muốn nàng uống mà thôi. Vậy thì ta sẽ không uống. Tô Bối Bối mỉm cười, tiện tay đổ tách trà trong tay xuống đất. Kim Hương Nguyệt nhìn thấy, lông mày không khỏi cau lại, tuy nhiên ánh mắt của nàng ta vẫn nhìn về phía vũng nước trà đọng. Nước trà nằm trên nền gạch đắt tiền, chẳng mấy chốc đã có những điểm đen cực kỳ nhỏ hiện ra. Những điểm đen này dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một con côn trùng to bằng hạt gạo. Đây là hàng uế. Kim Hương Nguyệt cả kinh nhảy dựng lên. Sắc mặt xanh xám, có người dám hạ hàng uế với ta? Nếu là hàng uế, người bị nhắm đến nhất định không phải là Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Dù sao bọn họ đến đây chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì muốn hạ độc, nhất định phải lấy được quần áo hoặc lông tóc của mục tiêu làm cơ sở. Hàng uế. Tô Bối Bối nghe được danh từ này, trong lòng cũng run lên, thì ra đây chính là hàng uế. Trước kia, nàng cũng chỉ nghe nói qua về hàng uế. Là một phu thuật cực kỳ thần bí và quỷ dị được lưu truyền ở Đông Nam Á. Về phần cái khác thì không có khái niệm, bởi vì trước giờ nàng chưa từng gặp qua. Đây là uế trùng dùng để tạo ra hàng uế, tương tự với cổ trùng. Nộ khí Kim Hương Nguyệt càng lúc càng đậm, sát cơ cũng không che giấu trong mắt, đúng là can đảm. Đã đến nhà của ta, lại còn chơi một chiêu này ngay trước mặt khách của ta. Nói xong. Đầu tiên nàng lên tiếng xin lỗi Hạ Thiên và Tô Bối Bối, thật ngại quá, khiến hai vị sợ hãi. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra đến cùng, sau đó sẽ trịnh trọng bồi tội với hai vị. Bây giờ ta cần xử lý chuyện này. Kim phu nhân khách sáo rồi, Tô Bối Bối nói, ngươi không cần để ý đến chúng ta, cứ tùy ý đi. Kim Hương Nguyệt nói, xin hai vị hãy làm chứng cho ta, thuận tiện để ta chuẩn bị đằng sau. Tránh cho ta không duyên cớ gặp phải độc thủ của người khác mà không biết. Đây chính là chút chuyện nhỏ mà ngươi muốn chúng ta giúp sao? Tô Bối Bối hỏi. Cũng không phải, Kim Hương Nguyệt do dự một chút, sau đó thở dài nói, thời gian gần đây, người nhà của ta luôn gặp những chuyện nguy hiểm khó hiểu. Con trai của ta bị quái bệnh, đã mời không ít danh y đến xem, nhưng đều không có kết quả. Ban đầu, ta cũng muốn tìm hạ thần y, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, thành ra ta cũng không tin tưởng hạ thần y cho lắm. Cho nên ta mới không đến Giang Hải. Hạ Thiên bất mãn nói, không tin tưởng ta thì quên đi. Đương nhiên, bây giờ ta đã tin tưởng Hạ tiên sinh ngươi 100%. Kim Hương Nguyệt kiên định nói, ngay cả hàng uế mà ngươi cũng có thể nhìn ra được, y thuật của ngươi tuyệt đối cử thế vô song. Con của ta nhất định sẽ được cứu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta cũng không đồng ý cứu con của ngươi mà. Trước đó không phải đã nói rồi sao, các ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ,
ta giúp các ngươi tìm chùa miếu. Thái độ của Kim Hương Nguyệt rất bình thản, chậm rãi nói, xem như đôi bên không thiếu nợ lẫn nhau. Cái này thì đúng, Tô Bối Bối cười nói, chỉ là chữa bệnh cho con trai ngươi và tìm người hạ độc ngươi, đây là hai chuyện, ngươi chỉ có thể chọn một. Kim Hương Nguyệt hỏi, coi như ta trả thù lao cho các ngươi cũng không được sao? Ngươi cảm thấy chúng ta thiếu tiền à? Hạ Thiên hỏi, cũng đúng, Kim Hương Nguyệt chậm rãi hít một hơi thật sâu, vậy làm phiền Hạ Tiên Sinh ở lại xem bệnh cho con trai của ta. Chuyện hạ độc, ta sẽ đích thân xử lý. Nếu hai vị không muốn đích thân tham gia việc này, để ta sắp xếp hai người đến phòng khách nghỉ ngơi. Tô Bối Bối nói, ta thật sự không ngại ở lại đây xem tình huống phát triển như thế nào. Hai vị cứ tự nhiên. Kim Hương Nguyệt cũng không tiếp tục nói thêm câu nào với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, nhấn vào một cái nút trên vách tường, tức giận quát, đại quản gia, còn có đội trưởng bảo an, các ngươi cút ra đây cho ta. Chưa đến nửa phút, một nam một nữ vội vàng tiến vào. Người nam khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc thưa thớt, nhưng được trải rất chỉnh tề, nhìn qua trầm ổn, già dặn. Nữ nhân thì ngoài 30, cơ thể tráng kiện, ánh mắt như ưng, tư thái đi đường long hình hổ bộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 195.